hay để ý thì các bạn sẽ không không có giải quyết được cái bài tập này ha. Cô cũng coi qua một số bạn rồi, một số bạn cũng rất là hiểu bài, tuy nhiên thì các bạn vẫn có thiếu sót một chút thì có thể là chưa quen. Sau này các bạn ôn tập lại thì mình nghĩ rằng các bạn đi thi các bạn cũng sẽ làm tốt thôi ạ. À, các bạn nhìn thấy màn hình cô chia sẻ chưa các bạn? Hôm bữa cô cho các bạn là chúng ta làm bài tập số 2 ngày hôm 25 tháng 5 ấy mà chúng ta sẽ nộp. Thì các bạn lưu ý cho cô là gì ạ? À, cái bài tập này nó yêu cầu các bạn là xác định những cái nghĩa vụ về thuế mà công ty này phải nộp ở trong năm ha. Thì chúng ta cho một cái dữ liệu là công ty, xác định các loại thuế phải nộp của một công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh ngành thương mại trong trong kỳ tính thuế có tài liệu như sau. Như vậy thì công ty này kinh doanh trong cái lĩnh vực, tức là nó thuộc về thương mại, tức là nó sẽ đi mua sản phẩm các bạn ha, nó mua sản phẩm rồi sau đó là nó tiêu thụ, như vậy là không phải là một doanh nghiệp sản xuất. Thì ở đây bài này nó cho các bạn dữ liệu là gì ạ? Số liệu hàng hóa tồn kho và mua vào. Như vậy thì người ta cho các bạn thông tin rất là cụ thể chi tiết, và đối với cái bài tập này họ hạch toán cụ thể ra là gì ạ? À, hàng nhập khẩu, chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, chịu thuế giá trị gia tăng. Tức là doanh nghiệp này đang kinh doanh nhiều mặt hàng hóa, trong đó là có A là gì ạ? Hàng hóa A là họ đi nhập khẩu ạ, tức là họ sẽ đi nhập khẩu hàng hóa A và họ đi mua trong nước hàng hóa B, C và mua về thì họ sẽ đi tiêu thụ. Như vậy thì đối với hàng nhập khẩu ở đây, người ta cho là gì ạ? À, tồn đầu kỳ là 1.000 sản phẩm A với giá nhập kho là 35.360 đồng trên sản phẩm. Tức là trước đây á, cái kỳ trước của tôi á là tôi đi nhập khẩu sản phẩm A và cái giá mà tôi về đến kho á, nhập đến kho của tôi là 35.360. Thì trong này nó nói là gì ạ? À, hàng nhập khẩu này thì chịu thuế nhập khẩu và chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Như vậy trong 35.360 đồng này này là trước đây tôi nhập về là nó đã có thuế nhập khẩu trong đó, đã có thuế tiêu thụ trong đó rồi. Và trong kỳ này thì tôi tiếp tục là gì ạ? À, tôi trực tiếp nhập khẩu 20.000 sản phẩm A với giá ship là 18. Ở đây cho các bạn là gì ạ? Giá ship này là đơn giá nhập khẩu rồi. Công ty đã nộp đủ các loại thuế ở khâu nhập khẩu, tức là sao ạ? À, bởi vì trước chúng ta học với nhau là gì? Đối với những cái thuế giá trị gia tăng hay là thuế tiêu thụ đặc biệt, nó là kê khai theo kỳ, tháng hoặc là quý. Nhưng đối với hàng hóa mà nhập khẩu, khi mà nhập khẩu này thì cái nghĩa vụ về thuế nó sẽ phát sinh từng lần tại khâu nhập khẩu. Như vậy tức là công ty này họ đã nộp cái tờ khai hải quan và họ đã thực hiện hết những cái nghĩa vụ thuế này rồi. Và bây giờ chúng ta đang xác định xem rằng là tất cả những cái thuế mà công ty này phải nộp là bao nhiêu ạ? Rồi như vậy với cái thông tin là trong kỳ nhập khẩu được 20.000 sản phẩm A với đơn giá là 18.000 thì các em có là gì ạ? À, hàng hóa này chịu thuế nhập khẩu thì chúng ta sẽ tính được thuế nhập khẩu. Chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì sẽ tính được thuế tiêu thụ đặc biệt tại khâu nhập khẩu của sản phẩm A. Và đồng thời chịu thuế giá trị gia tăng thì các em sẽ tính được thuế giá trị gia tăng đầu vào của sản phẩm A tại khâu nhập khẩu ạ. Thì đó là cái thông tin đầu tiên mà chúng ta xác định đối với hàng nhập khẩu. Rồi tiếp theo là gì ạ? À, trong kỳ này thì có hàng mua trong nước, và hàng mua trong nước này nó chịu thuế giá trị gia tăng. Và lưu ý ở đây đó là gì ạ? Không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Như vậy thì chúng ta chỉ xác định về nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng thôi. Và các bạn đừng quên gì ạ? Đừng quên tồn đầu kỳ. Nếu như thuế giá trị gia tăng hay là thuế tiêu thụ đặc biệt thì tôi có thể bỏ qua cái thông tin này. Nhưng như sao ạ? Khi mà có thuế thu nhập doanh nghiệp thì các bạn lưu ý cho cô đó là cái thông tin tồn đầu kỳ ha. Như vậy thì tồn kho đầu kỳ là sản phẩm B là có 2.000 sản phẩm và giá nhập kho là 23.000 đồng trên sản phẩm ạ. Và đồng thời thì sản phẩm C nó cũng có tình hình tồn kho là 22.500 sản phẩm với giá nhập kho là 26.000. Rồi trong kỳ thì chúng ta mua vào như sau ạ. Trong kỳ thì tôi có tình hình mua sản phẩm B như sau. Sản phẩm B là tôi mua trong nước thôi. Tôi mua 25.000 sản phẩm B từ doanh nghiệp sản xuất và theo hóa đơn giá trị gia tăng có giá nhập kho chưa có thuế giá trị gia tăng là 18.000 đồng. Như vậy đơn giá này của tôi chưa có thuế giá trị gia tăng ha. Rồi, tôi mua 15.000 sản phẩm từ doanh nghiệp thương mại và theo rằng hóa đơn giá trị gia tăng với giá nhập kho chưa có thuế là 21.000. Thì các bạn cũng đừng có lăn tăn quá đến những cái câu là gì ạ?
theo hóa đơn giá trị gia tăng. Mục đích của nó đây là doanh nghiệp này đang kê khai theo phương pháp khấu trừ và họ đang sử dụng đúng cái hóa đơn chứng từ hợp lệ đó các bạn, theo quy định của thuế. Tương tự như vậy thì đối với anh C thì sao ạ? C thì chúng ta có mua 27.000 sản phẩm C với cái giá chưa có thuế là 24.000. Mua 23.000 sản phẩm từ doanh nghiệp thương mại theo hóa đơn này với giá nhập kho, nhưng mà các bạn lưu ý cho cô là gì ạ? Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 28.600. Như vậy các bạn lưu tâm để làm gì ạ? Tính thuế giá trị gia tăng. Và các bạn sẽ ghi nhận về gì ạ? Doanh thu. Như vậy thì doanh thu hay là thuế giá trị gia tăng thì nó đều phải ghi nhận trên cái giá là chưa có thuế giá trị gia tăng. Nên lưu ý thằng này ở đây, nó có thuế thì chúng ta phải xử lý ha. Rồi tiếp theo thông tin để cho là gì ạ? Số liệu về tình hình tiêu thụ hàng hóa trong kỳ. Với cái dữ liệu tồn đầu kỳ và mua vào trong kỳ như vậy thì trong kỳ này tôi có thông tin về hàng hóa tiêu thụ trong kỳ như sau ạ. Theo hóa đơn giá trị gia tăng, tức là tôi bán hàng, tôi xuất hóa đơn cho khách hàng đó. Và giá bán ở đây là chưa có thuế. Như vậy tất cả những cái giá ở đây đều là giá chưa có thuế giá trị gia tăng cả lớp nhé. Thứ nhất là tôi bán qua hệ thống siêu thị là 19.000 sản phẩm A. Giá bán là 43.000 đồng trên sản phẩm. Rồi tôi lại bán lẻ nữa 2.000 sản phẩm A với giá bán là 45.000. Tương tự như vậy thì đối với sản phẩm B, tôi cũng bán cho một công ty thương mại này. Và tôi bán cho gì ạ? Tôi trực tiếp bán lẻ. Các bạn lưu ý, tại vì cái bài này nó rất là nhiều thông tin về số lượng cũng như là gì ạ? Nó rất nhiều thông tin số lượng cũng như là về đơn giá nên chúng ta dễ bị nhầm lắm. Bởi vì có thể các bạn nhiều khi các bạn nhìn đây 24.000 này là số lượng, đây là 24.000 đồng là về đơn giá mà các bạn nhân nhầm số lượng này. Nhân nhầm số lượng thành một cái đơn giá là nó cũng khác nhau đó. Chúng ta còn có một nghiệp vụ đối với sản phẩm C là gì ạ? Tôi xuất gửi bán 27.000 sản phẩm C với giá bán theo hợp đồng là 28.000 đồng trên sản phẩm. Và hoa hồng đại lý là 5% trên giá bán chưa có thuế. Tôi bán cho công ty thương mại là 17.100. Khi nào mà có xuất gửi đại lý thì cả lớp luôn luôn lưu ý cho cô để xem rằng là liệu rằng cái thông tin bổ sung ấy người ta cho là đại lý này có tiêu thụ hết hay không ha. Rồi ngoài ra thì ngoài những cái thông tin trên thì tôi còn có chi phí kinh doanh tính cho sản phẩm tiêu thụ. Không có thuế giá trị gia tăng đầu vào. Vậy vì sao người ta lại viết như vậy ra để các bạn hiểu rằng là gì ạ? Thuế giá trị gia tăng đầu vào nó đâu có được tính vào chi phí đâu các bạn. Để cho các bạn không nhầm là trong này nó đã có thuế nhá và chưa tính giá vốn hàng hóa bán ra. Như vậy thì ngoài những cái chi phí này các bạn phải tính cho cô đó là gì ạ? Về giá vốn hàng bán, giá vốn hàng bán và cụ thể bài này nó có 3 thứ nên sẽ có hàng bán của A, B, của C. Như vậy tôi phải tính của cả A, B, C. Chi phí quản lý là 189 triệu. Trong đó tạm nộp thuế thì cái thằng tạm nộp thuế này này, cả lớp lưu ý cho cô. Cái thuế tạm nộp này nó không phải là chi phí của doanh nghiệp. Vậy vì sao ạ? Tôi lấy ví dụ là thuế thu nhập doanh nghiệp đã trình bày với các bạn rồi, là thuế này sẽ phải là tạm nộp theo quý ạ, tạm nộp theo quý. Và đến cuối năm thì chúng ta mới thực hiện là quyết toán. Cuối năm chúng ta thực hiện quyết toán. Như vậy ví dụ như là trong năm 2019 tôi đã tạm nộp là 60 triệu. Và đến cuối năm tôi thực hiện quyết toán thì tôi phải nộp là 75 triệu ạ. Như vậy thì thuế tôi sẽ còn phải nộp. Thuế thu nhập doanh nghiệp tôi còn phải nộp ạ. Tôi còn phải nộp nó sẽ là bằng 75 trừ đi 60. 75 trừ đi 60 các bạn ha. Như vậy thì các bạn lưu ý cho cô là gì ạ? Chúng ta có một cái lưu ý đó là cái thuế tạm nộp này nó không phải là chi phí các bạn nhé. Như vậy thì thực tế cái chi phí quản lý này các bạn phải lấy 189 các bạn loại bỏ đi thằng 60 này. Nó chỉ còn 129 thôi ạ. Rồi tương tự như vậy thì có chi phí bán hàng, trong đó hoa hồng đại lý là 37 triệu 800. Thì cái bài này người ta đã tính cho các bạn 37 triệu 800 là người ta tính hoa hồng ở đây rồi ha. Và chi phí hợp lý khác là 35. Và ngoài ra thì bài này nó còn có thông tin khác. Cái thông tin khác hay là những cái thông tin bổ sung này thì nó rất quan trọng để khi mà các bạn làm bài ạ. Khi mà đọc bài các bạn phải lưu ý cho cô những cái thông tin này nhé. Công ty này kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Rồi cái phần này thì giả sử nếu mà lớp mình đi thi mà không thấy cái thông tin này thì cả lớp vẫn đang mặc định cho cô là cô đang cho lớp làm bài với cái giả định rằng là công ty kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ ạ. Và đây lưu ý là gì ạ? Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp bình quân giao quyền. Như vậy khi mà tôi xuất kho ở đây theo phương pháp bình quân giao quyền thì các em phải xác định cho cô là gì ạ? Phải xác định cho cô là cái đơn giá bình quân giao quyền ha. Chúng ta sẽ có đơn giá bình quân giao quyền ạ.
À, thuế xuất nhập khẩu của A là 60%. Thuế xuất tiêu thụ đặc biệt của A là 30%, thuế thu nhập doanh 20% ạ. Hàng hóa dịch vụ mua vào bán ra đều là 10% thuế giá trị gia tăng. Tổng hợp hóa đơn giá trị gia tăng về dịch vụ mua ngoài dùng cho hoạt động kinh doanh. À, cái anh này tức là gì ạ? Ngoài những cái thông tin mua vào đó ra thì trong năm tôi còn đi gì ạ? Trong năm tôi còn có sử dụng những cái dịch vụ mua ngoài khác và với tổng những cái hóa đơn hơn đó là 115 triệu. Như vậy thì từ đây các bạn phải tính cho cô là thuế giá trị gia tăng đầu vào ạ. Giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đối với dịch vụ ha. Rồi trong năm doanh nghiệp có thu nhập khác là 300 triệu, xác định để tính thu nhập chịu thuế ạ. Cuối năm đại lý quyết toán tiêu thụ 100%, như vậy tiêu thụ 100% thì chúng ta sẽ nhân với số lượng mà giao bao nhiêu thì sẽ nhân với số lượng đó luôn ha. À, rồi chúng ta sẽ đi đến giải cái bài tập này. Có vẻ như thì mình cũng coi sơ sơ thôi, mình cũng chưa coi hết bài của các bạn nhưng mà cũng không có bạn nào là làm ổn mà các bạn chỉ hiểu vấn đề nhưng mà các bạn bị thiếu sót một vài chỗ ạ. À, ví dụ như Khánh Nguyên này, Khánh Nguyên làm bài cũng rất là tốt nhưng mà Khánh Nguyên lại đang bị nhầm. Khánh Nguyên phải coi lại cái phần thuế tiêu thụ đặc biệt nha Nguyên. Rồi chúng ta sẽ đi làm bài tập này ha. À, mình cũng soạn ra đây cho các bạn luôn ạ. Rồi các bạn sẽ có cái thông tin ở đó. Các bạn sẽ có thông tin ở trong điện thoại của các bạn. Các bạn sẽ chụp lại những cái đề bài này đi ạ. Các bạn có thể chụp lại cái đề bài này. Rồi để khi mà cô giảng thì cô sẽ không quay lại cái đề bài nữa nhé. Các bạn lưu ý cho cô là trong cái thời gian mà chúng ta đợi đến cái buổi học cuối cùng á thì các bạn cũng chịu khó check những thông tin ở trên Edmodo nhá. Có thể là sau hôm nay cô sẽ gửi cái hướng dẫn kê khai thuế trên phần mềm HTKK rồi các bạn sẽ làm bài nhóm rồi gửi cho cô ạ. Nó rất là đơn giản thôi nhưng mà các bạn phải coi cái hướng dẫn sau đó các bạn làm. Và mọi cái yêu cầu về bài nhóm cụ thể thì cô sẽ trao đổi trên Edmodo nên các bạn đọc cái thông báo ạ. Rồi chúng ta sẽ đi làm bài tập này ạ. À, như vậy đầu tiên là gì ạ? À, tôi bài tập này các bạn sẽ có nhiều cái cách thức để làm. Tuy nhiên thì cô nghĩ rằng là để cho các bạn không bị bỏ sót những cái nghiệp vụ về thuế, các bạn không bị bỏ sót thì các bạn có thể làm cho cô là gì ạ? À, các bạn có thể làm theo từng loại thuế ạ. Các bạn xác định được là thuế nhập khẩu này, rồi sau đó các thuế giá trị gia tăng ạ, thuế tiêu thụ đặc biệt, rồi thuế giá trị gia tăng, rồi thuế thu nhập doanh nghiệp. Các bạn cứ đi giải quyết hết từng vấn đề như vậy. À, giải quyết hết từng vấn đề như vậy thì các bạn sẽ thấy nó ổn hơn ha. Rồi như vậy tôi có là gì ạ? Thuế nhập khẩu của sản phẩm A thì thuế nhập khẩu này khá là đơn giản. À, trong kỳ trực tiếp nhập khẩu 20.000 sản phẩm A với giá ship là 18.000 và thuế suất của A là 60%. Như vậy tôi chỉ việc lấy là gì ạ? À, đây là tôi lấy số lượng, đây là số lượng, rồi tôi nhân với đơn giá và đơn giá, đây là đơn giá nhập khẩu. Và tôi nhân với thuế suất ạ. Như vậy tôi có 20.000 nhân 18.000 nhân 60% thì tôi ra được là 216 triệu ạ. Như vậy thì đây là thuế nhập khẩu mà công ty này phải nộp đối với cái việc mà nhập khẩu lô hàng của A này trong kỳ. Như vậy thuế nhập khẩu chúng ta xong rồi ha. Thuế tiêu thụ đặc biệt thì sao ạ? À, thuế tiêu thụ đặc biệt ở đây thì các bạn phải quay trở lại cái kiến thức chúng ta đã học đó là xác định thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu chứ không phải là của cái hàng hóa bình thường ạ. Như vậy thì thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu tại khâu nhập khẩu của sản phẩm A ha thì nó sẽ bằng gì ạ? Đây được gọi là gì ạ? Đây là giá nhập khẩu, giá tính thuế nhập khẩu ạ. Giá tính thuế nhập khẩu bằng giá trị tính thuế nhập khẩu và cộng với gì ạ? Và cộng với thuế nhập khẩu. Thuế nhập khẩu. Đây rất nhiều bạn quên mất các bạn lại lấy 20.000 nhân với 18.000 các bạn nhân với 30% ạ. Nếu như các bạn nhân với 30% thôi thì nó sẽ bị sai, nó sai và nó dẫn tới cái giá nhập kho của sản phẩm A của các bạn sai. Khi giá nhập kho của A sai thì dẫn đến giá vốn hàng bán của A sai ạ. Mà giờ giá vốn sai của A sai thôi thì dẫn đến là gì ạ? Chi phí các bạn sai và thuế thu nhập doanh nghiệp các bạn bị sai ha. Như vậy lưu cho cô đây là thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm A nhưng sao ạ?
Tại khâu nhập khẩu thì nó được bằng là gì ạ? Bằng giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu và nhân với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. Như vậy giá tính thuế nhập khẩu của tôi là 20.000 nhân với 18.000. Và thuế nhập khẩu tôi vừa tính được là 216.000 ạ. Như vậy thì tôi ra được là thuế tiêu thụ đặc biệt của tôi bằng 172 triệu 800. Đó là chúng ta giải quyết xong về thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Các bạn có thắc mắc gì không ạ? Các bạn có thắc mắc gì về hai cái phần thuế này không ạ? À, gần như là bạn nào cũng làm đúng cái phần này ha. Rồi, như vậy nếu xong thì chúng ta sẽ qua đến thuế giá trị gia tăng. Thì các bạn lưu ý cho cô là gì ạ? À, đây là một cái quy trình mà các bạn sẽ làm, các bạn cần làm đối với thuế giá trị gia tăng ạ. Các bạn lưu ý ha, đây là một cái quy trình các bạn cần làm đối với thuế giá trị gia tăng. Đó là gì? À, các bạn sẽ có, để mà xác định được thuế giá trị gia tăng phải nộp trong năm thì các bạn sẽ phải xác định cho cô là thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Tuy nhiên thì đi thi các bạn có thể trình bày nó đầy đủ hơn. Đây là cái mà cô soạn ra nó cũng khá là đơn giản cho các bạn. Cô sẽ xác định trước thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ ạ. Và cụ thể ở đây chính là của gì ạ? Đây là của sản phẩm A này. Đây là của sản phẩm B này. Đây là của sản phẩm C. Và đây là của gì ạ? Hàng hóa dịch vụ mua ngoài. Hàng hóa dịch vụ mua ngoài. Như vậy thì với mỗi cái thông tin này, cô sẽ xác định được thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Đối với sản phẩm A thì sao ạ? À, sản phẩm A này là thuế gì ạ? Nó chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt. Do đó thì chúng ta phải tính thuế bằng gì ạ? Bằng giá tính thuế nhập khẩu này cộng với thuế nhập khẩu và cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Như vậy thì thuế giá trị gia tăng của A nó được xác định bằng là 20.000 nhân với 18.000 cộng với tiền thuế nhập khẩu là 216 triệu cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt là 172 triệu 800 và tất cả các bạn nhân với thuế suất lên là 10%, các bạn sẽ ra được là 74 triệu 880.000 là thuế đầu vào của sản phẩm A tại khâu nhập khẩu ạ. Khi mà trình bày đi thi ạ, các bạn sẽ ghi là thuế giá trị gia tăng đầu vào của sản phẩm A tại khâu nhập khẩu các bạn nhé. Rồi tương tự như vậy thì các bạn sẽ có thuế giá trị gia tăng đầu vào của sản phẩm B ạ. À, B với C thì nó mua trong nước nên cái cách tính thuế đơn giản thôi ạ. Số lượng nhân với đơn giá. Số lượng nhân với đơn giá thôi ạ. Và nhân với thuế suất. Như vậy thì A mua trong nước hai lần mua ạ. Một lần thì mua là 25.000 với đơn giá là 18. Một lần là 15.000 với đơn giá là 21 ạ. Như vậy thì các em sẽ lấy 25.000 nhân 18 cộng với 15.000 nhân với 21.000 và nhân với thuế suất, thuế giá trị gia tăng. Em sẽ ra được là 76 triệu 500, đó là thuế giá trị gia tăng đầu vào của sản phẩm B ạ. Tương tự như vậy thì C cũng tính như B. Nó sẽ bằng số lượng 27.000 nhân 24 đơn giá cộng với 23.000 nhân với 26. Tuy nhiên thì chỗ 26 này các em lưu ý là bởi vì sao ạ? À, mua B, mua C với giá mà đã có thuế là 28.600. Bởi vì trong 28.000 đã có thuế rồi thì các em phải lấy gì ạ? Phải lấy giá để tính thuế. Các em sẽ chia cho 1,1 và nó sẽ ra 26.000. Như vậy thì 26.000 này các em lưu ý, bạn nào mà lỡ mà nhân vào đây là 28.600 thì coi như là chúng ta sẽ bị sai các bạn nhé. Bởi vì cái giá này nó đã có thuế rồi mà người ta quy định sao ạ? Giá tính thuế giá trị gia tăng là cái giá mà chưa có thuế giá trị gia tăng. Như vậy chúng ta sẽ tính ra được là 124 triệu 600 ngàn ạ. Và tổng hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ mà để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh với hóa đơn là 115 triệu. Như vậy thì 115 triệu này chưa có thuế giá trị gia tăng. Các bạn sẽ nhân với thuế suất lên 10% lên ạ. Như vậy chúng ta có thêm một cái thuế đầu vào nữa, đó là 11 triệu 500 ngàn đồng. Như vậy thì sau khi tính xong hết của A, của B, của C cũng như là của hàng hóa dịch vụ mua vào thì các bạn sẽ xác định cho cô được là tổng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ ạ. Các bạn cộng hết bốn cái nghiệp vụ trên lại, các bạn sẽ ra được là 287 triệu 480 ngàn ạ. Thì đó là thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Sau khi tính được thuế đầu vào rồi thì tôi sẽ đi đến bước tiếp theo là tôi tính thuế giá trị gia tăng đầu ra. Tôi tính thuế giá trị gia tăng đầu ra. Thì thuế giá trị gia tăng đầu ra của tôi hết sức là đơn giản. Gì ạ? Số lượng nhân đơn giá, số lượng nhân đơn giá. Tôi tiêu thụ với số lượng là bao nhiêu, tôi nhân với đơn giá đó ạ. À, như vậy các bạn cứ lấy số lượng nhân đơn giá cộng lại ha. Thì đây chính là thuế giá trị gia tăng của sản phẩm A. À, thuế giá trị gia tăng của sản phẩm B và của sản phẩm C ha. Sau khi tính được thì các bạn sẽ tính tổng ra. Như vậy các bạn sẽ có 3
119 triệu 330 ngàn. Từ đây thì tôi nhìn thấy, tôi cũng thấy doanh thu của tôi là bằng gì ạ? Doanh thu của tôi ở đây cũng sẽ bằng là 1 tỷ 193 triệu 300 ngàn ạ. Vậy vì cái bài này nó không có xuất khẩu thì doanh thu của các bạn nó cũng chính là cái phần này, và các bạn chia cho 10% thôi ạ. Như vậy thì chúng ta có thuế đầu ra rồi, thì thuế phải nộp trong kỳ bằng gì ạ? Bằng tổng thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, bằng 31 triệu 850 ngàn. Thì cả lớp lưu ý cho cô là nếu như bên trên này các bạn có gọi là thuế giá trị gia tăng đầu vào hay là gì cũng được, nhưng mà dưới này các bạn phải có là thuế giá trị gia tăng đầu vào nhưng mà phải là được khấu trừ ha. Bởi vì có rất nhiều những trường hợp là nó là thuế đầu vào đấy nhưng mà nó không thỏa mãn thì nó sẽ không được khấu trừ ạ. À, đi thi thì cô để ý các bạn rất là kỹ từng cái từ là được khấu trừ này, rồi cái cách các bạn câu từ các bạn viết ạ. Nếu như các bạn có viết nó không có đúng thì nó cũng sẽ không đúng với cái bản chất. Rồi trước khi mà đi qua cái phần này các bạn lưu ý cho cô. À, cô biết được rằng là đi học thì rất nhiều những sinh viên các bạn bấm máy rất là nhanh. Các bạn có thể gộp hết tất cả những cái này thành một phép tính ạ. Các bạn có thể gộp hết thành một phép tính, nếu như mà đúng thì các bạn được tối đa điểm. Nhưng nếu như mà trong một phép tính đó lỡ may các bạn bị sai một cái thì các bạn sẽ không được điểm nào trong cái phần này. Nhưng giả sử các bạn tách ra thành 1, 2, 3, 4 như vậy thì biết đâu nếu như phần này được một điểm thì trong này các bạn đúng đây, các bạn được 2,25, các bạn được 0,25, và các bạn lỡ may bị sai ở đây các bạn không được điểm, đây thì các bạn cũng vẫn được điểm thành phần ạ. Nhưng mà cái điểm thành phần này đương nhiên là sẽ không bằng cái điểm tối đa rồi. Nên các bạn lưu ý cho cô, ai mà gộp phép tính lại cũng được nhưng mà với điều kiện là mình phải kiểm tra tính toán cho chắc chắn nhé. Tương tự như thuế đầu ra cũng vậy ạ. Rất nhiều bạn cộng gộp lại, ví dụ như các bạn cộng hết tất cả lại thành một phép tính, thì đến có thể là các cái phép tính này của các bạn đúng đấy nhưng mà đến kết quả của các bạn sai thì đương nhiên là cái bản chất nó sẽ không, nếu mà sai mà kết quả sai mà vẫn cho các bạn điểm thì nó không có hợp lý lắm các bạn ha. Thì đó là cái cách mà các bạn lưu ý để khi mà các bạn đi làm bài kiểm tra hay là bài thi nhé. Rồi thuế giá trị gia tăng này có bạn nào hỏi gì không ạ? Các bạn có trao đổi gì về thuế giá trị gia tăng này các bạn hỏi luôn đi ạ. Mới đầu đọc vô cái đề này thì các bạn sẽ thấy nó hơi ngợp một tí bởi vì nó quá nhiều thông tin, nhưng mà khi các bạn cứ bình tĩnh làm từ từ theo từng cái phần hành một thì các bạn thấy nó sẽ là khá là đơn giản ha. Rồi có ai thắc mắc gì về phần thuế giá trị gia tăng không ạ? À, nếu không thì chúng ta sẽ đi qua phần tiếp theo nhé. Nếu mà các bạn không thắc mắc thì chúng ta sẽ đi về cái dữ liệu về thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. À, tôi đã có thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ạ? Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì cô nói với các bạn rồi, muốn làm gì thì làm, các bạn vẫn đi theo một cái thứ tự đó là gì ạ? À, đầu tiên lúc nào tôi cũng sẽ xác định được doanh thu, sau đó tôi xác định được chi phí được trừ, thì trong chi phí được trừ này nó có rất nhiều thứ, nó có giá vốn hàng bán này, rồi chi phí quản lý này, chi phí bán hàng này, rồi các cái chi phí hợp lý khác các bạn ha. Rồi sau đó tôi xác định được thu nhập chịu thuế, rồi thu nhập tính thuế, và tôi xác định được là thuế phải nộp ạ. Thuế thu nhập doanh nghiệp. Các bạn cứ đi theo một cái quy trình như vậy thì nó sẽ không bị rối hơn. Nhưng mà giá vốn hàng bán này nó cũng sẽ khá là phức tạp. Trong những trường hợp các bạn phải để ý đến gì ạ? Nếu là doanh nghiệp sản xuất thì tôi phải đi tính giá thành. Còn là doanh nghiệp thương mại thì tôi sẽ phải đi xác định được cái giá nhập kho. Thì đối với bài bài tập này của các bạn là gì ạ? Tôi có doanh thu ha. Doanh thu thì các bạn cứ lấy số lượng nhân đơn giá. Và doanh thu thì cô không tính lại nữa. Doanh thu này các bạn cần phải viết là số lượng nhân đơn giá ha. Đi thi các bạn phải viết ra nhé, các bạn không viết tắt như cô. Đây là cô viết tắt thôi ạ. Các bạn sẽ lấy số lượng nhân với đơn giá. Và cụ thể bài này của chúng ta thì sẽ có số lượng của A tiêu thụ nhân với đơn giá của A cộng số lượng của sản phẩm B tiêu thụ nhân với đơn giá của B ạ. Và cộng số lượng của sản phẩm C tiêu thụ nhân với đơn giá của C thì chúng ta sẽ ra được doanh thu là 3 tỷ 193 triệu 300 ạ. À, sau khi mà có doanh thu rồi tôi sẽ đi xác định đó là chi phí được trừ. Thì để xác định chi phí được trừ này thì các bạn lưu ý cho cô là gì ạ? À, sản phẩm A của các bạn nó nhập khẩu, A là nhập khẩu ạ. Như vậy thì A này nhập khẩu nó sẽ chịu thuế gì ạ? Thuế nhập khẩu này, thuế tiêu thụ đặc biệt. Như vậy thì từ một cái sản phẩm A này là 18.000 thì sau khi mà chịu thuế nhập khẩu là 60%, thuế tiêu thụ đặc biệt là 30% thì cái giá cuối cùng mà tôi nhập kho tôi phải tính ạ.
Vậy vì tôi sẽ phải xác định được cái giá nhập kho thì lát nữa tôi mới tính được cái đơn giá bình quân của A. Thì các bạn lưu ý cho cô là gì ạ? Giá nhập kho của sản phẩm A trong kỳ nó sẽ bằng 18.000. 18.000 này ở đây là giá nhập khẩu, 10.800 là thuế nhập khẩu. Các bạn ha, 10.000, đây là 10.800 thôi các bạn nhé. Các bạn bỏ cái số 0 này đi ạ. Như vậy nó sẽ là 10.800 thôi ha. Rồi, như vậy nó sẽ là 10.800 ạ. Các bạn, 10.800 này là các bạn sẽ lấy cái 18.000 các bạn nhân với thuế suất của nó ra, là tôi đang đi tính cho một sản phẩm ạ. Các bạn lấy 10.000 các bạn nhân với 60% thì các bạn sẽ ra được là 10.800 ạ. Và các bạn sẽ tính thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm A nữa. Nhưng mà thuế tiêu thụ đặc, nếu như các bạn đi tính có phải sản phẩm A này, tôi sẽ viết cụ thể ra đây cho các bạn ha. Giá nhập khẩu của sản phẩm A này là 18.000, thì nếu như mà tôi đi tính thuế nhập khẩu cho một sản phẩm thôi thì nó sẽ bằng là 18.000. Rồi tôi sẽ nhân với gì ạ? Tôi sẽ nhân với 60% là tôi sẽ ra là 10.800. Rồi và thuế tiêu thụ đặc biệt của một sản phẩm A, thuế tiêu thụ đặc biệt của một sản phẩm A nó sẽ bằng gì ạ? Nó sẽ bằng là giá tính thuế nhập khẩu này cộng với thuế nhập khẩu. Rồi, và các bạn sẽ nhân với bao nhiêu ạ? Các bạn sẽ nhân với 30% thì các bạn sẽ ra được là 8.640 ạ. Như vậy thì giá nhập kho các bạn nhé. Giá nhập kho của sản phẩm A này, nó sẽ bằng là 18.000. Các bạn sẽ cộng với 10.800 ạ và các bạn cộng với 8.640 thì nó sẽ ra được là 37.440. Gần như là tất cả các bạn đều bị sai ở đây. Nhiều bạn các bạn nhân gộp lên, ví dụ các bạn nhân là gì ạ? Các bạn mà cứ nhân gộp theo kiểu là các bạn nhân ví dụ như là 10 60% thì là 0,6 này, xong các bạn lại có 0,3 tiêu thụ đặc biệt, mà các bạn nhân 1,9 thì lên ấy, là các bạn sẽ bị sai. Các bạn làm tắt như vậy là các bạn bị sai ha. Rồi Khánh Nguyên thấy bị sai chỗ này chưa Khánh Nguyên? Dạ rồi ạ. Đó, nên các bạn lưu ý đi thi, thực ra đối với những cái bài tập này sinh viên chỉ bị sai ở đây thôi ạ. Gần như là sinh viên chỉ bị sai ở đây thôi, nên các bạn lưu ý ha. Như vậy thì giá nhập kho của sản phẩm A trong kỳ này thực tế ý là khi về đến kho nó sẽ có giá là 37.440 đồng trên sản phẩm. Rồi để tính giá vốn hàng bán thì tôi phải xác định là đơn giá bình quân giao quyền của sản phẩm A. À, do tôi viết ở trên Word, tôi copy ra đây ha, nên nó không có cái công thức thì các bạn lưu ý. Như vậy thì A tồn kho là gì ạ? A tồn kho là 1.000 sản phẩm với giá là 35.36. Ở trong kỳ này tôi nhập 20.000 sản phẩm thì tôi cộng với 20.000 nhân với 37.440 và tôi sẽ chia cho tổng cái số lượng sản phẩm là 21.000. Như vậy tôi sẽ ra được là 37.341. Thôi đến đây thì đi thi cô cho phép các bạn làm tròn lên một con số nhé. Ví dụ các bạn ra là 37.440,567 gì đấy. Thì các bạn được làm tròn lên ha, trên 5 các bạn làm tròn lên một đơn vị cho cô, mà nhỏ hơn 5 thì các bạn làm tròn xuống nhé. Thì đó là đối với các bạn thì đi thi cô cho các bạn được làm tròn một con số ạ, một chữ số. Tương tự như vậy thì của B ạ, B thì đơn giản rồi, bởi vì B của tôi thì đơn giá của nó không có thuế giá trị gia tăng. Thì các bạn có gì ạ? Tồn đầu kỳ của B là 2.000 với đơn giá là 23.000. Và trong kỳ thì tôi mua B với đơn giá là tôi mua 25.000 B với đơn giá là 18.000. Và tiếp theo tôi lại mua 15.000 với đơn giá 21 ạ. Như vậy tôi sẽ cộng lại trị giá của hàng tồn đầu kỳ cộng với nhập trong kỳ, mua trong kỳ, và tôi chia cho tổng số lượng đầu kỳ và mua trong kỳ là 42.000. Tôi sẽ ra được là 19.310 đồng trên một sản phẩm B. Và đơn giá bình quân của C là gì ạ? À, đơn giá bình quân của C tương tự như vậy, tôi có tồn đầu kỳ cộng với trị giá tồn đầu kỳ cộng với trị giá gì ạ? Trị giá hàng mua trong kỳ và chia cho số lượng, tổng số lượng, tôi sẽ ra được là 24.971 đồng trên sản phẩm. Như vậy đã có 3 đơn giá của A, của B, của C rồi, thì bây giờ tôi sẽ xác định giá vốn. À, giá vốn hàng bán của tôi. Như vậy thì tổng A của tôi bán tiêu thụ có 2 nghiệp vụ, tôi cộng lại thì tôi tiêu thụ là 21.000. Đây là số lượng các bạn nhé. Và đây là đơn giá bình quân ạ. Đơn giá bình quân. Như vậy thì tôi sẽ có 21.000 và nhân với cái đơn giá tôi vừa tính được là 37.341 đồng trên sản phẩm ạ. Tương tự như B cũng vậy. Tôi cũng có số lượng nhân với đơn giá bình quân. Số lượng này là gì ạ? Là tổng số lượng thực tế mà tôi tiêu thụ. Rồi tương tự như C cũng vậy. Tôi sẽ tính tổng số lượng mà tôi tiêu thụ.
Thì anh C ở đây vì cái tiêu thụ là 100% nhá, nên các bạn sẽ có là 44.100, nhưng khi mà đi thi hoặc là gặp những cái dữ liệu mà có là tiêu thụ 60%, 70% hay 90% thì các em phải lưu ý cái số lượng này cho cô ạ. À, như vậy thì cộng lại của A, của B, của C thì tôi sẽ có là tổng giá vốn hàng bán của tôi trong kỳ này là 2.615.300.100 đồng. Thì đây là về giá vốn hàng bán của tôi ạ. Rồi tại cái bước chi phí được trừ, doanh thu chi phí được trừ giá vốn hàng bán này, các bạn có thắc mắc gì không ạ? Các bạn coi đi, các bạn có thắc mắc gì không ha? Rồi, nếu như mà không thắc mắc thì chúng ta sẽ đi tiếp theo ạ. À, có doanh thu rồi, có chi phí được trừ, thì chi phí được trừ này tôi vừa xác định được giá vốn hàng bán, như vậy tôi sẽ còn những cái chi phí khác ha. À, tôi sẽ đi vào tiếp theo. Như vậy thì ngoài ra tôi sẽ có chi phí quản lý, chi phí bán hàng và những cái chi phí hợp lý khác. Cái phần này thì khá là đơn giản rồi, bởi vì đề cho các bạn thông tin cũng rất là cụ thể ạ. À, tôi chỉ cần lấy là trong chi phí khác của tôi, đó là tôi lấy 189 triệu này, tôi loại bỏ đi cái thằng thuế, đây là thuế ha, đây là thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp ạ, đây là thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp. Rồi tôi cộng lại các chi phí mà nó thỏa mãn ra thì tôi ra 234 triệu. À, bài này là trong 70 triệu này nó có chi phí hoa hồng rồi nên cả lớp không phải tính nhá. Chứ có những bài mà người ta chưa cho các bạn chi phí hoa hồng đại lý thì các em sẽ phải tự tính ạ. Rồi như vậy thì tổng chi phí được trừ của tôi sẽ bằng đây là gì ạ? Giá vốn hàng bán. À, tôi sẽ cộng với cái anh này, tôi cộng với cái anh này ha. Tôi tính ra đây là tôi cộng với cái anh này. Rồi tôi sẽ ra được là 2.849.300.100 đồng. Thì đây là về tổng chi phí được trừ. À, bài này cho chúng ta là trong kỳ thì doanh nghiệp có thu nhập khác bằng 35 triệu. Như vậy thì thu nhập chịu thuế sẽ bằng doanh thu trừ đi gì ạ? Chi phí được trừ rồi cộng với thu nhập khác. À, tôi sẽ ra được là 378.999.900. Như vậy thì đây là về gì ạ? Thu nhập chịu thuế. Và thuế thu nhập doanh nghiệp của tôi sẽ bằng gì ạ? Sẽ bằng là 378.999. Các bạn có thể kiểm lúc cuối này, các bạn kiểm tra lại cho cô về bấm máy nhé. Tại có thể cô bấm máy nhầm. Đó, nhân với 20%. Nếu như mà tôi ra được thuế thu nhập doanh nghiệp của tôi phải nộp trong cái kỳ này á là 75.799.980, thì lúc này tôi sẽ còn thuế còn phải nộp trong năm. Tức là tôi đã tạm nộp 60 triệu rồi. Trong năm tôi đã tạm nộp 60 triệu rồi thì tôi sẽ lấy cái số mà tôi phải nộp ấy là 75 triệu này. Tôi trừ đi 60 triệu đã tạm nộp rồi. Thì như vậy thì trong năm này tôi chỉ còn phải nộp là 15.799.980 thôi ạ. Thì như vậy thì chúng ta đã giải quyết xong về cái bài tập số 2 rồi ạ. À, mới đầu thì nhìn nó rất là khó và nó rất là phức tạp, nhưng mà khi mà các bạn cứ đi theo một cái trình tự như cô hướng dẫn thì nó sẽ không có gì là khó khăn ha. Rồi các bạn có 2 phút để các bạn coi lại những cái phần bài tập này. Các bạn có cần chụp lại không ạ? Các bạn nào mà chưa ấy thì các bạn chụp lại cái phần bài giải này cũng được để các bạn ôn tập. Còn bạn nào mà là hiểu rồi thì các bạn cũng không cần ạ. À, đó là phần bài tập số 2 ha. À, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu cùng với nhau xong về thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, rồi thuế thu nhập doanh nghiệp. À, và hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần cuối, nội dung cuối là thuế thu nhập cá nhân. Thì thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế rất là phổ biến tại các cái doanh nghiệp hiện nay, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến cái quyền lợi, cái lợi ích của cái người lao động. À, tuy nhiên thì trong cái môn thuế này, để tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân thì cô cùng với các bạn sẽ tìm hiểu những cái phần mà nó cũng phổ biến nhất thôi. Còn để mà những cái phần chi tiết cụ thể thì các bạn có thể đọc trong tài liệu, các bạn tìm hiểu thêm ở trên các nguồn internet, trên các cái thông tư, các cái văn bản các bạn ha. Rất là nhiều, và cái mà cô sau khi mà dạy rất là nhiều khóa thì mình đúc kết lại, đó là mình muốn cái mà để nó sau này các bạn cũng thấy nó liên quan đến quyền lợi các bạn, thì mình sẽ hướng các bạn đến chủ yếu là phần thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công. Còn những cái phần như là về kinh doanh hay là những cái thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trúng thưởng, thừa kế thì mình cũng nhắc đến thôi. Còn những phần đấy thì trong tài liệu hay trong slide bài giảng tóm tắt có hết rồi, các bạn đọc ở trong đó ha.
Rồi, bài tập số 2 này mà lớp không có thắc mắc gì thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chương số 5 ạ, là chương cuối cùng, đó là thuế thu nhập cá nhân ạ. Rồi, thuế thu nhập cá nhân này thì mình trước khi đi vào cái thuế thu nhập cá nhân này thì mình có một cái khái quát lên cho các bạn thôi. À, đây là một sắc thuế rất là phổ biến đối với tất cả các nước ở trên thế giới các bạn ha. Và thuế này thì nó được áp dụng đầu tiên nó là tại Hà Lan vào năm 1779. À, và sau này thì các quốc gia đều áp dụng dần dần hết. Bởi vì thuế này nó đánh vào những cái người thu nhập cao, thậm chí người ta gọi đây là thuế của những người giàu đó. À, các bạn hình dung là gì ạ? À, một cá nhân thì họ có rất nhiều những cái khoản thu nhập, bất kể một cá nhân nào thì họ có rất nhiều những khoản thu nhập ạ. Đối với những người mà đang đi làm công, cho làm công ăn lương thì họ sẽ có thu nhập của họ được nhận được là từ gì ạ? À, từ tiền lương, tiền công. Thu nhập từ tiền lương, tiền công ạ. Và trong tiền lương, tiền công này thì nó còn có các cái khoản phụ cấp, những cái khoản là gì ạ? Hỗ trợ khác mà cái đơn vị lao động sẽ trả cho cái người lao động. Rồi người ta có thu nhập từ, rồi có những hộ cá nhân họ có thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất kinh doanh, rồi thu nhập từ gì ạ? Từ chuyển nhượng vốn, ví dụ như tôi có góp vốn vào công ty cổ phần, rồi công ty trách nhiệm hữu hạn, sau này thì cái vốn góp đó của tôi đi chuyển nhượng lại, có thể là cổ phiếu, tôi đi bán lại cái cổ phiếu của tôi mà trong công ty đó, thôi tôi có thu nhập từ đầu tư vốn ạ. À, đầu tư vốn thì tôi đi góp vốn rồi, hay là tôi có tiền tôi đi gửi cho các cái ấy, cho tôi cho vay, tôi cho cá nhân vay, tổ chức vay, cho các hộ gia đình vay, thậm chí tôi cho cả cái tổ chức tín dụng vay ạ. Rồi thu nhập từ bản quyền, sáng chế rất là nhiều ha. Rồi tôi có thu nhập từ trúng thưởng, ví dụ như hôm nay học xong môn thuế về, các bạn đi mua vé số, các bạn nhận được 100 triệu chẳng hạn, thì đương nhiên khi mà nhận được 100 triệu này tiền trúng thưởng thì chắc chắn các bạn phải đóng thuế thu nhập cá nhân rồi. Các bạn có thu nhập từ gì ạ? Tặng quà, quà tặng đó, tức là người ta quà tặng thì hợp lý hơn là tặng quà ha. Rồi các bạn có thu nhập từ thừa kế. Như vậy thì có rất nhiều những cái khoản thu nhập phát sinh đối với từng cá nhân, và những anh này thì nó sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân ạ. Thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên thì cái cô muốn các bạn đó là tiền lương, tiền công. Bởi vì sau này các bạn ra trường, các bạn đi làm, các bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân nếu như các bạn nằm trong cái phạm vi điều tiết của thuế ạ. Thì các bạn hình dung như thế này. À, một cái ông A này, ông đi làm ha, và ông có thu nhập là gì ạ? Ông A này đi làm, ông có thu nhập là bằng 8 triệu trên một tháng, 8 triệu đồng trên một tháng. Ví dụ ông này có 8 triệu đồng trên một tháng. Thì khi mà 8 triệu đồng này hiện nay thì ông A này không phải đóng thuế ạ. Không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Nhưng mà bây giờ lại có một ông B ha, cũng đi làm và ông có thu nhập của ông sẽ bằng là 15 triệu đồng trên một tháng. Thì lúc này ông B sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với phần là gì ạ? Là 15 triệu. Rồi trừ đi cho 9 triệu. Là bằng 6 triệu. Như vậy thì ông này sẽ phải đóng thuế trên cái 6 triệu này ha. Đóng thuế. Rồi nhưng mà đấy là tôi đang giả sử trong trường hợp này. Ông B của tôi là đang không có phải nuôi con nhỏ, không phải nuôi mẹ già, hay không phải nuôi ai đó là cái người mà ông phải chăm sóc bị khuyết tật hay gì đấy. Thì ông sẽ được, bản thân ông đó trước khi nộp thuế sẽ được giảm trừ 9 triệu. Và sau đó thì cái phần 6 triệu còn lại thì sẽ được xử lý để đóng thuế thu nhập cá nhân. Và nó sẽ theo mức thuế suất ha. Như vậy thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Còn trường hợp tiếp theo là gì ạ? À, nếu như mà ông B này, à, cũng là một ông C đi ha, một ông C cũng có thu nhập là 20 triệu, là 20 triệu đồng trên một tháng. Nhưng mà ông C này có một con nhỏ. Rồi thì lúc này ông C sẽ phải đóng thuế như thế nào? C sẽ phải đóng thuế trên cái thu nhập là gì ạ? Với cái thu nhập chịu thuế của ông này, sẽ là bằng gì? Sẽ bằng là 20 triệu này, và được trừ cho bản thân ông đó là 9 triệu này.
và trừ cho một cái người con nhỏ của ông kia là 3.600.000. Như vậy thì cái số còn lại thì sẽ phải tính thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đó. Như vậy thì các bạn hình dung là gì ạ? Thuế thu nhập cá nhân nó sẽ đánh lên cái thu nhập của những cái cá nhân mà nhận được ở trong cái kỳ tính thuế. Và thu nhập cá nhân, các bạn nhìn xem ạ. Bản thân người nộp thuế đây là được trừ 9 triệu. Rồi, và được trừ cho bản thân người nộp thuế và cho cả người phụ thuộc nữa. Như vậy thì thuế thu nhập cá nhân, chúng ta nghe thấy chữ cá nhân là chúng ta đã thấy là gì ạ? Nó xét đến cái hoàn cảnh cá nhân của người nộp thuế. Và hiện nay thì mức thuế thu nhập cá nhân nó theo mức lũy tiến ạ. Ví dụ như là từ ngưỡng 5%, nó sẽ từ 5 đến 6, dưới 60 triệu trên một năm thì nó sẽ là 5%. Rồi từ 60 triệu đến gì ạ? Từ 60 triệu đến 120 triệu nó sẽ là thuế 10%, và cứ tương tự như vậy. Thì cái thuế này nó sẽ cái mức thuế suất này nó sẽ lũy tiến dần. Thì nó thể hiện được rằng là người nào có thu nhập càng cao thì sẽ phải đóng vào trong ngân sách của nhà nước cái số thuế nhiều hơn những người có thu nhập thấp. Và đương nhiên nếu như các bạn đi làm, lương của các bạn là gì ạ? Lương của các bạn là dưới 9 triệu đồng trên một tháng ạ. Dưới 9 triệu đồng trên một tháng, triệu đồng trên một tháng thì đương nhiên các bạn sẽ không phải đóng thuế rồi. Còn khi nào nó vượt trên cái ngưỡng 9 triệu này, và giả sử các bạn đang là độc thân, các bạn không phải chăm sóc ai, không phải nuôi nấng ai, thì các bạn sẽ phải đóng trên đồng thuế trên cái số tiền mà vượt qua 9 triệu đồng đó. Thì đó là nhìn chung về thuế thu nhập cá nhân các bạn ha. Và thuế thu nhập cá nhân thì khi mà các bạn đi làm, không phải là bản thân các bạn sẽ mang tiền thuế đi nộp, mà thường các bạn sẽ ủy quyền cho cái đơn vị lao động, người ta sẽ nộp thuế cho các bạn ạ. Còn như thế này, chúng ta sẽ có là gì ạ? Hiện nay thì trong một cái đơn vị lao động, các bạn sẽ có hợp đồng đối với, tôi chỉ đang xét về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công thôi ha. Trong một doanh nghiệp ạ, đây là một doanh nghiệp X. Đây là một doanh nghiệp X, thì trong doanh nghiệp X này họ sẽ thuê công nhân, thì sẽ có hai hình thức. Thứ nhất là hợp đồng lao động, hợp đồng lao động dưới 3 tháng ạ, dưới 3 tháng. Và hợp đồng lao động trên 3 tháng. Như vậy thì hiện cái anh trên 3 tháng này thì sẽ phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân bình thường. Nhưng mà đối với lao động mà hợp đồng dưới 3 tháng này thì nó sẽ có hai cái ạ. Thứ nhất là thu nhập mà trả cho họ mà dưới 2 triệu đồng trên một tháng. Thì người này sẽ, cái người mà lao động thời vụ đó sẽ không phải nộp thuế, sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nhưng mà nếu mà thu nhập mà trên 2 triệu đồng trên một tháng thì trước khi mà trả thì sẽ doanh nghiệp sẽ phải khấu trừ 10% ạ, lương 10% thu nhập. Tôi lấy ví dụ như là gì ạ? Cái thời điểm này công ty của tôi có rất nhiều việc, tôi cần thêm công nhân thời vụ và tôi ký hợp đồng của họ là thời vụ nên dưới 3 tháng. Thì tôi trả thu nhập cho một ông A. Tôi trả thu nhập cho ông A là là 2 triệu đồng trên tháng. Thì lúc này ông A sẽ được nhận, ông A này sẽ được nhận và không nộp thuế ạ. Không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, và tức là công ty sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho ông này, thu nhập cá nhân đối với phần 2 triệu. Nhưng mà đối với ông B ạ, ông B cũng là lao động thời vụ và ông B nhận được thu nhập là gì ạ? Là 3 triệu đồng trên một tháng. Thì trước khi mà trả cái tiền thu nhập này cho ông B thì ông B này sẽ phải bị khấu trừ, đơn vị sẽ khấu trừ lại 10%. Như vậy 10% của 3 triệu là 300. 300 này doanh nghiệp sẽ phải gì ạ? Doanh nghiệp sẽ đi nộp thuế thu nhập cá nhân. Sẽ phải là nộp thuế thu nhập cá nhân ạ, thu nhập cá nhân. Nhưng có những trường hợp là gì ạ? Ông B này, ông có minh chứng được rằng là ông chỉ có một cái khoản thu nhập duy nhất tại công ty này thôi. Trong tháng ông chỉ có một cái khoản duy nhất tại công ty này thôi là 3 triệu này. Rồi ông phải nuôi con nhỏ này, ông phải chăm sóc gia đình này. Ông không còn một cái khoản thu nhập nào khác nữa. Thì đơn công ty sẽ phải đưa cho ông này là một cái gì ạ? Phải kê khai vào một cái mẫu mà theo cái luật thuế thu nhập cá nhân quy định, và ông B này sẽ được trả thu nhập là 3 triệu và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân các bạn nhé. Thì đó là đối với những cái lao động, đây là lao động hợp đồng dưới 3 tháng, thì cô trình bày ở đây để cho các bạn hiểu được rằng là đối với những cái lao động hợp đồng mà dưới 3 tháng mà có mức thu nhập là dưới 2 triệu đồng thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân ạ. Và trên 2 triệu đồng thì phải bị khấu trừ 10% trước khi trả thu nhập. Còn lại chúng ta, bài hôm nay chúng ta sẽ đang học về là gì ạ? Đối với những cá nhân cư trú tại Việt Nam mà có hợp đồng lao động trên 3 tháng thì cái thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công sẽ được xác định như thế nào các bạn ha? Tiền lương, tiền công ạ. Còn lát nữa về phần lý thuyết thì trong sách nó có hết rồi, nên cô chỉ nói qua cho các bạn thôi nhé. Rồi, đây là cái nội dung, nếu như mà cái nội dung
của thuế thu nhập cá nhân thì nó tương tự như những cái phần hành thuế khác, đó là các em phải hiểu được là thuế thu nhập cá nhân là gì, nó có những cái đặc điểm, những cái vai trò nào ạ. Tất cả những cái phần này này, tất cả những cái phần này đối với thuế giá trị gia tăng, hay là thuế thu nhập doanh nghiệp, hay là thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc là đối với phần tổng thuế tổng quan của thuế chung ấy, các bạn không bỏ qua nhá, các bạn phải đọc này, các bạn phải tìm hiểu. Bởi vì các bạn có thể thi ạ, bởi vì các bạn sẽ có phải thi tất cả những cái phần này ha. Cô không có thể, cô không phải hỏi, đương nhiên là cô sẽ chẳng bao giờ cô hỏi các bạn là thuế thu nhập cá nhân là gì hay là thuế là gì đâu, nhưng mà có thể cô nói hỏi các bạn một câu là anh chị hãy phân tích nhá, một trong những cái vai trò của thuế nào, hoặc là một trong những cái đặc điểm của thuế, hay là cho biết sự khác nhau giữa cái đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân với thuế thu nhập doanh nghiệp, hoặc là thuế giá trị gia tăng với thuế tiêu thụ đặc biệt. Thì đó là những cái mà là có thể hỏi khi mà các bạn đi thi cuối kỳ các bạn nhé, đi thi học kỳ á. Nhưng các bạn đừng có chủ quan bỏ qua những cái phần này. Và lý thuyết đi thi thì nó chiếm đến khoảng 2 điểm trên trên 10 điểm của các bạn đấy. Nội dung cơ bản của luật thuế này thì chúng ta tìm hiểu xem đối tượng là gì, các khoản thu nhập, và các khoản thu nhập này thì nó có đến tận 10 cái khoản thu nhập. Đối tượng nộp thuế về phương pháp tính thuế, giảm thuế, khấu trừ thuế ha. Chúng ta sẽ đi tiếp vào cái nội dung tiếp theo ạ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có đó là về khái niệm ạ. Khái niệm này thì chúng tôi có là gì ạ? Thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân đó là gì ạ? Là sắc thuế trực thu, thu vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trong kỳ tính thuế. Đương nhiên nó là thuế trực thu rồi ạ, bởi vì sao, nó thu trực tiếp vào trong cái thu nhập của người nộp thuế ạ. Như vậy thì cái người nộp thuế và cái người chịu thuế này đều cùng là một đối tượng các bạn ha. Như vậy thì đây là sắc thuế trực thu và thu vào thu nhập chịu thuế. Đáng nhẽ nó chỉ nói là thu vào thu nhập thôi, nhưng mà đây lại là gì ạ? Thu nhập chịu thuế. Như vậy là trong này nó sẽ có những cái phần thu nhập mà nó được miễn thuế thu nhập cá nhân các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo ạ. Thuế thu nhập cá nhân này nó cũng có đầu tiên ở Hà Lan vào năm 1797 các bạn ha. Rồi sau đó ở Anh này, Anh cũng áp dụng từ rất là sớm, rồi ở Mỹ, ở Trung Quốc và ở Thái Lan. Tuy nhiên thì ở Việt Nam của chúng ta thì cũng bắt đầu từ cái năm 1997 thì ban hành cái luật thuế thu nhập cá nhân. Và đến năm 1000 gì ạ? Đến năm 1999 thì luật thuế thu nhập cá nhân này được áp dụng ạ. Đặc điểm. Đặc điểm ở đây thì cô sẽ nói nhanh đi, cô đi nhanh qua phần này dành cho các bạn ha. Đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu thì các bạn vẫn có thể phân tích rồi, bởi vì là nó thu trực tiếp lên thu nhập của người nộp thuế. Khi mà là thuế trực thu thì cái đối tượng nộp thuế ha, đối tượng nộp thuế và cái đối tượng và cái người nộp thuế và người nộp thuế á, đối tượng người nộp thuế các bạn ha, thì nó cùng là một cái chủ thể ạ. Tức là gì ạ? Thu nhập của các bạn là người là cái đối tượng chịu thuế, và đồng thời các bạn cũng là người mà phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Có phạm vi đánh thuế rộng. Có phạm vi đánh thuế rộng thì các bạn hình dung ra là gì ạ? Các bạn là cá nhân cư trú tại Việt Nam. Tôi đang nói về luật thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ha. Tại Việt Nam ạ. Như vậy thì các bạn là công dân tại Việt Nam. Các bạn phát sinh ra thu nhập tại Việt Nam ạ. Thì các bạn phải nộp thuế. Rồi các bạn là người nước ngoài, các bạn là người nước ngoài. Các bạn đến Việt Nam làm việc ạ. Các bạn đến Việt Nam làm việc. Các bạn là người nước ngoài, các bạn đến Việt Nam làm việc các bạn ha. Thì các bạn cũng sẽ là người nộp thuế thu nhập cá nhân ạ. Vậy thì người nước ngoài đến Việt Nam làm việc mà có phát sinh thu nhập tại Việt Nam, không phân biệt nơi nào trả thu nhập thì cũng sẽ là đối tượng nộp thuế. Rồi thậm chí là gì ạ? Tôi là, ví dụ như tôi là một người tại công dân của Việt Nam, tôi được cử đi ra nước ngoài công tác và tôi có phát sinh thu nhập, tức là thu nhập của tôi có cả ở gì ạ? Ở nước ngoài. Như vậy thì tổng thu nhập của tôi ở nước ngoài và Việt Nam này của tôi cũng sẽ là cái đối tượng mà phải nộp thuế. Như vậy thì cái phạm vi đánh thuế này nó rất là rộng và người ta sẽ gọi là gì ạ? Đó là đối tượng cá nhân cư trú. Cá nhân cư trú ạ. Cư trú và cá nhân không cư trú. Cá nhân không cư trú các bạn ha. Và đối với những cái này thì
Từng với trường hợp này thì nó sẽ áp dụng theo từng cái cách tính khác nhau. Thuế thu nhập cá nhân nó là biểu thuế lũy tiến bởi vì nó sẽ áp dụng theo từng cái mức thu nhập ạ. Nó sẽ có từng cái mức thu nhập và cái mức thuế suất và mức thuế suất này nó sẽ tăng dần ạ. Cái mức thuế suất này nó sẽ tăng dần, tức là càng ở cái ngưỡng thu nhập thấp càng cao thì cái mức thuế suất phải nộp trên cái phần thu nhập nó sẽ càng lớn ạ. Như vậy thì nó là sắc thuế, nó là một cái thuế mà mang tính lũy tiến. Tính lũy tiến này thì nó thể hiện được cái sự công bằng. Nếu như thuế giá trị gia tăng hay là thuế thu nhập, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu các bạn ha, thì ai là người tiêu dùng thì người đó cũng sẽ phải đều chịu cái thuế như nhau. Nhưng đối với thuế thu nhập cá nhân thì ở tương ứng với mỗi mức thu nhập nhận được thì các cá nhân sẽ phải đồng thuế khác nhau ạ. Như vậy thì nó mang tính lũy tiến và cái này nó thể là thể hiện nó tính công bằng theo chiều dọc các bạn ha. Rồi đó là về đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân. Về vai trò thì các em thấy là gì ạ? Vai trò thì thuế thu nhập cá nhân nó tạo nguồn thu cho ngân sách của nhà nước. Nó khắc phục tính lũy thoái của thuế gián thu. Thì tính lũy thoái của thuế gián thu mà bữa chúng ta đã nói ở phần thuế giá trị gia tăng đó. Đó là nếu như ông A, ông B, nhớ gọn ha, ông A, ông B này, ông A có thu nhập là 100 triệu, ông B này có thu nhập là 10 triệu đồng. Mà khi mà đi mua một sản phẩm, khi mà đi mua một cái tivi á, tivi là 10 triệu chẳng hạn. Ví dụ đi mua một cái tivi là 10 triệu, thuế 10% thì tất cả hai ông này đều sẽ phải chịu một mức thuế gì ạ? Thuế chung đó là gì ạ? Thuế chung là 1 triệu ạ. Là 1 triệu. Như vậy thì nó nếu như mà xét kỹ về cái lấy 1 triệu mà chia cho 100 và 1 triệu mà chia cho 10 thì cái tỷ lệ đóng thuế của ông B này lại cao hơn với ông A, như vậy nó mang tính chất lũy thoái. Còn đối với anh này bởi vì nó áp dụng cái biểu thuế là lũy tiến từng phần thì cái thu ai có thu nhập cao hơn thì sẽ phải nộp thuế nhiều hơn ạ. Và cái vai trò thứ ba đó là điều tiết thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội. Thì bởi vì thuế này nó đối với những người có thu nhập càng cao thì cái mức thuế họ phải đóng vào trong ngân sách nhiều hơn, và phần nào đó thì trong một ý các bạn ha, các bạn thấy trong một cái nền kinh tế thì có rất nhiều những chủ thể và thành phần tham gia trong nền kinh tế này, có rất là nhiều ạ. Và mỗi người này, mỗi cái thành phần này, mỗi cái chủ thể này họ sẽ có những cái thu nhập khác nhau ạ. Đối với những người làm công ăn lương cho làm cho cơ quan nhà nước thì sẽ có một mức thu nhập. Những người mà làm kinh doanh riêng họ có thu nhập, và thậm chí trong xã hội chúng ta cũng còn những người vẫn còn thiệt thòi. Có những đâu đó vẫn còn rất nhiều những người không có phát sinh thu nhập ạ. Như vậy thì có cái thu nhập khác nhau như vậy, và khi mà cái mức thuế suất mà đóng vào trong ngân sách, anh có thu nhập cao thì anh sẽ phải nộp thuế nhiều hơn vào trong ngân sách so với những anh thấp, và thậm chí là những anh mà thu nhập của anh không có hoặc là không đủ cái ngưỡng đóng thuế thì sẽ không phải nộp. Và từ một cái khoản tiền thuế đó thì nhà nước lại sử dụng làm gì ạ? Để xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư vào những cái an ninh quốc phòng, rồi những cái chính sách hỗ trợ an sinh xã hội rất là nhiều, và phần nào đó thì nó giúp điều tiết được cái thu nhập và đảm bảo được cái công bằng trong xã hội. Thực ra cũng chẳng đảm bảo được công bằng đâu, nhưng mà theo cô nghĩ rằng là nó sẽ rút ngắn cái khoảng cách trong xã hội các bạn ha. Thì đó là về cái vai trò ạ. Sau khi mà đã nói sơ qua về cái phần vai trò của thuế, vai trò của thuế thu nhập cá nhân, thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính ha. Và nội dung chính ngày hôm nay thì cô vẫn muốn các bạn đó là gì ạ? Đi hướng đến cái phần tiền lương, tiền công thấy các bạn ha. Thì đây là cái luật thuế ạ. Hiện nay thì nó vẫn còn hiệu lực đối với luật thuế năm 2007 và năm 2012 và đồng thời luật năm 2014 các bạn nhé. Và chúng ta có một cái thông tư được ban hành đó là về năm 2015 này. Đưa ra một cái thông tư này nó cũng thay đổi rất là nhiều đối so với luật thuế thu nhập cá nhân trước đây. Học thuế thì các bạn mới thấy sau này kế toán ha. Đối với những sinh viên kế toán thì cuốn sách thuế, thông tư thuế, rồi các văn bản thuế, văn bản kế toán nó sẽ phải luôn luôn đi kèm trong đầu, lúc nào cũng phải tìm hiểu những cái vấn đề này để cập nhật thường xuyên thì mới có thể là áp dụng được vào trong công việc của mình ạ. Nhưng vậy đòi hỏi kế toán rất phải cập nhật nhiều những cái thông tin liên quan đến chính sách các bạn ha. Rồi, người nộp thuế ạ. Như vậy thì người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế ạ. Như vậy thì các bạn lưu ý cho cô đó là gì ạ?
Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú, nhưng mà họ thì sao ạ? Có thu nhập, chịu thuế thu nhập cá nhân. Như vậy đối tượng nộp thuế rất là rộng ha, vừa cư trú và không cư trú ạ. Thì chúng ta lát nữa chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu như thế nào là cư trú và không cư trú. Rồi nhớ cho cô là người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú ha. Cũng có thể mình sẽ hỏi các bạn là như thế nào thì là cá nhân cư trú, cá nhân không cư trú theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân, thì các bạn cũng có thể trả lời được ha. Rồi thứ nhất là gì ạ? Đây là cái phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế ạ. Thứ nhất là đối với cá nhân cư trú thì thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Cá nhân cư trú là ví dụ như chúng ta đang ở đây, chúng ta đang là công dân Việt Nam, chúng ta có nhà ở tại Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam. Thì khi mà chúng ta có thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, chúng ta đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của luật thuế ạ. Nếu như đương nhiên là phải theo quy định, là nếu như nó nằm trong ngưỡng phải đóng thuế. Rồi tiếp theo là gì ạ? Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời khỏi Việt Nam. Như vậy có một ông A, có một ông A nào đó ha. Ông A này là ở Hàn Quốc ạ. Ông này ở Hàn Quốc và ông đến Việt Nam công tác. Ông đến Việt Nam công tác. Ví dụ như là ông đến Việt Nam công tác vào tháng 1 năm 2019 và đến tháng 2 năm 2019 thì ông này rời khỏi Việt Nam, và trong cái thời gian này này có mặt tại Việt Nam này, ông đi công tác và ông cũng sẽ được trả thu nhập, tức là ông có phát sinh thu nhập tại Việt Nam. Thì một tháng ông này trước khi mà rời Việt Nam thì ông này phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với cái phần thu nhập này ạ. Thì có thể là ông A này không phải là người đóng đâu, mà ông A này mà đang đến công tác tại một cái công ty tại Việt Nam thì cái công ty hay là cái doanh nghiệp đó phải có nghĩa vụ là nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định đối với cái khoản tiền thu nhập mà trả cho cái ông A ở Hàn Quốc này. Thì đó là về cái phạm vi xác định thu nhập, các em hình dung ạ. Rồi thứ ba đó là gì ạ? Đối với những cá nhân mà không cư trú thì thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi nào trả và nhận thu nhập. Tức là cái ông A này này thì cái thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, cứ phát sinh ra thu nhập tại Việt Nam là được. Còn tôi không quan tâm là nơi nào trả và nhận, nó không phân biệt là nơi trả và cái nơi nhận thu nhập, nhưng mà nó cứ phát sinh tại Việt Nam thì sẽ phải đóng thuế ạ. Như vậy các bạn thấy cái phạm vi mà chịu thuế, cái đối tượng mà nó tác động đến của thuế thu nhập cá nhân ấy, nó cả cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú, nên chính vì vậy thuế thu nhập cá nhân nó tạo được một cái nguồn thu đáng kể trong ngân sách của nhà nước các bạn ha. Không chỉ là người Việt Nam phải đóng thuế thu nhập cá nhân đâu, mà người nước ngoài đến Việt Nam học tập và làm việc có phát sinh thu nhập tại Việt Nam á thì cũng phải đóng thuế thu nhập cá nhân các bạn ha. Đó là phạm vi ạ. Như vậy thì chúng ta có người nộp thuế. Như vậy thì cái người nộp thuế ở đây là gì ạ? Cái người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Thì tôi sẽ đi đầu tiên đó là gì ạ? Cá nhân cư trú là gì ạ? Là người đáp ứng một trong hai điều kiện sau các bạn ha. Như vậy là một trong hai. Như vậy một trong hai, các bạn hình dung như vậy. Cá nhân là người đáp ứng đủ một trong hai điều kiện sau ạ. Thứ nhất là gì ạ? Cá nhân cư trú. Đối với nếu như mà thời gian hiện diện, tức là cái thời gian có mặt đấy, là có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch các bạn nhé. Trước đây là luật cũ là người ta cần là 90 ngày trong năm dương lịch hoặc là trong 12 tháng liên tục. Trong năm dương lịch là sao ạ? Trong năm dương lịch của tôi là ví dụ như bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày gì ạ? Ngày 31 tháng 12. Đây là một năm dương lịch. Nhưng mà sao ạ? Còn chẳng hạn như đây là thời điểm gì ạ? 12 tháng liên tục thì tôi giả sử tôi là ngày 30 tháng 6 năm nay thì đến ngày bao nhiêu các bạn? Đến ngày ngày bao nhiêu thì các bạn sẽ hết hết ạ. Một năm trong 12 tháng liên tục thì bao nhiêu các bạn ha? Bạn lấy như thế này cho dễ nè. Tôi đang ở đây là ngày gì ạ? Ngày mùng 1 tháng 6, mùng 1 tháng 6 năm 2019 tôi có mặt tại Việt Nam. Một ông Hàn Quốc có mặt tại Việt Nam và đến ngày gì ạ? 31 tháng 5. Ngày 31 tháng 5
Vụ năm 2020 ông ta rời khỏi Việt Nam thì từ ngày nếu như mà ngày 31 tháng 6 cho đến ngày 31 tháng ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 5 thì tính nó không phải là trong cùng một năm dương lịch ạ, bởi vì nó là năm 19 này. Đây là năm 2020 ạ. Thì đây được gọi là trong 12 tháng liên tục các bạn ha. Như vậy thì thời gian hiện diện là gì ạ? Nếu như mà cá nhân nào có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc là trong 12 tháng liên tục thì nó sẽ gọi được gọi là cá nhân cư trú. Và tại sao vậy phân biệt là cá nhân cư trú ạ? Bởi vì cá nhân cư trú thì nó sẽ có cái cách tính thuế đối với cá nhân cư trú riêng và cá nhân không cư trú riêng các bạn ha. Rồi đó là thời gian hiện diện. Còn về nơi ở thường xuyên thì sao ạ? À, nơi ở thường xuyên thì là có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam hoặc là có nhà cho thuê tại Việt Nam. Nhưng mà cũng sao ạ? Hoặc là có nhà thuê để ở từ Việt Nam nhưng mà cũng phải là từ 183 ngày trở lên các bạn ha. Như vậy thì cái nơi ở thường xuyên này này. Các em hình dung cho cô là gì ạ? Cái nơi ở thường xuyên này đối với công dân Việt Nam của chúng ta đó là cái nơi mà cá nhân sinh sống thường xuyên, ổn định và có không có cái thời hạn. Tức là cái nơi ở của ví dụ như các bạn hiện nay đó là nhà ở của các bạn đó ạ. Thì đối với công dân Việt Nam các bạn ha, nơi ở thường xuyên là nơi mà cá nhân sinh sống thường xuyên ạ. Ổn định không có thời hạn tại một chỗ nhất định và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú. Thì cái nơi ở thường xuyên hiện nay của chúng ta đấy nó đang dựa vào trên cái sổ hộ khẩu thường trú của các bạn đó. Thì đó là nơi ở thường xuyên ạ. Còn đối với người nước ngoài thì sao ạ? À, đối với người nước ngoài ạ, thì nơi ở thường xuyên của họ nếu như mà họ đến Việt Nam thì họ có thể là ở khách sạn này, họ có thể là ở nhà trọ các bạn ha. Thì nó có thể là khách sạn, là nhà nhà trọ, nhà thuê. Nhưng mà sao ạ, nó phải được căn cứ trên cái sổ mà họ được đăng ký với cái cơ quan ấy, với bên cục xuất nhập cảnh các bạn ha. Như vậy thì nơi ở thường xuyên này nó bao gồm cả là khách sạn này hay là nhà trọ. Họ nhưng mà khi họ phải được xác định đó là cái nơi ở tạm trú khi mà họ được đăng ký cấp cái thẻ để tạm trú do cơ quan có thẩm quyền quy định ạ. Tuy nhiên là khi mà họ ở lâu dài thì họ phải đăng ký tạm trú rồi các bạn ha, đăng ký tạm trú đối với những cá nhân mà không phải là người của Việt Nam thì khi đến thì họ ở lâu dài họ cũng phải đăng ký tạm trú ạ. Hoặc là các bạn bất kỳ một cá nhân nào thôi khi mà các bạn đi đến một địa phương khác, các bạn ở thì các bạn cũng vẫn phải đăng ký tạm trú ạ. À, như vậy thì cũng có thể là có nhà cho thuê ở Việt Nam này. Nhà cho thuê này thì nó bao gồm đó là gì ạ? Là có thể là khách sạn, rồi nhà trọ này, nơi ở làm việc hoặc là những cái trụ sở của cơ quan hoặc là nhà khách. Nhiều đơn vị thì họ ví dụ như trong trường học thì họ có nhà khách các bạn ha. Thì nếu như ở đó cũng được gọi là cái nhà cho thuê đó các bạn. Nơi ở thường xuyên. Rồi như vậy thì chúng ta đã có cá nhân cư trú. Thì các bạn nhìn lên đây ạ. Đây là cá nhân không cư trú. À, tôi lấy ví dụ này ạ. À, tôi lấy ví dụ như là tháng 1, ngày 1 tháng 1 năm 2010. À, thì ngày 1 tháng 1 năm 2010. À, một cái ông người nước ngoài này họ chưa hề đến Việt Nam. Nhưng mà đến ngày 15 tháng 9 năm 2010 ạ, thì họ bắt đầu đến Việt Nam ạ. Và lần đầu tiên này thì họ đến họ ở là 37 ngày. Họ ở 37 ngày tức là họ ở đến ngày 27 tháng 10, 20 tháng 10 năm 2010 lại 10 ạ. Tức là họ lần một họ đến Việt Nam thì họ ở là 37 ngày. Rồi sau đó thì ngày 20 tháng 10 này họ lại rời khỏi Việt Nam. Ông này rời khỏi Việt Nam. Rời khỏi Việt Nam như vậy là từ 20 tháng 10 cho đến tận tháng ngày 1 tháng 4 năm 2011 thì ông lại vừa đến Việt Nam. Như vậy là từ 20 tháng 10 này này cho đến 31 tháng 12 năm 2010 này ông lại không đến Việt Nam nữa, nhưng mà cho đến tháng 4 ông lại về đến Việt Nam ạ. Và khi mà đến Việt Nam vào ngày 1 tháng 4 năm 2011 thì lần này ông đến ông lại ở tại Việt Nam là 166 ngày ạ. Và cho đến ngày gì ạ? Ngày 15 tháng 9 năm 2011 thì ông này đi khỏi Việt Nam. Thì lúc này người ta xét là gì ạ? Trong 12 tháng liên tục là từ ngày 1 tháng trong 12 tháng liên tục các bạn ha mà họ tính ra được là gì ạ?
Nếu như trong 12 tháng liên tục mà họ tính được cái số lần mà ông này đến Việt Nam ấy, là lần 1 cộng với lần 2 là 37 ngày, cộng với 166 ngày thì bằng 203 ngày. Nếu như mà thỏa mãn trong 12 tháng liên tục các bạn ha. Nếu như thỏa mãn trong 12 tháng liên tục mà ông này đến Việt Nam mà có số ngày là lớn hơn bằng là 183 ngày các bạn ha. Lớn hơn hoặc bằng 183 ngày thì sẽ là cá nhân cư trú tại Việt Nam các bạn ha. Đây cái ví dụ này nó không rõ lắm, các bạn coi cái ví dụ này đi ha. À đây ạ, nếu như trong năm dương lịch thì sao ạ? À trong năm dương lịch là tôi có bắt đầu từ thời điểm là gì ạ? Ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, tôi đang giả sử như vậy ạ. Tôi đang giả sử là ngày 1 tháng 11 năm 2014 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 ạ. Như vậy thì đây là trong một năm dương lịch các bạn nhé. Đây là trong một năm dương lịch. Thì lúc này trong một năm dương lịch mà có một cá nhân này đến Việt Nam. Ông ta đến Việt Nam từ ngày 12 tháng 3 cho đến ngày 31 tháng 12. Các bạn đừng có tính là từ ngày 12 tháng 3 đến 31 tháng 12 tính liên tục là 185 ngày nhé. Tức là có thể ông này đến Việt Nam, xong ông ta lại rời Việt Nam và đến và lại đi. Và tôi đang giả sử là trong năm trong cái khoảng thời gian này ông đến Việt Nam, ông có mặt tại Việt Nam là 185 ngày ạ. Thì đây là nếu như trong một năm dương lịch này cái số ngày có mặt tại Việt Nam này nó lớn hơn hoặc bằng 183 ngày thì đây được xác định là cá nhân cư trú và sẽ phải nộp thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân ạ. Nộp thuế thu nhập cá nhân các bạn ha, sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo gì ạ? Ông này sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo luật quy định đối với cá nhân cư trú ạ. Còn nếu như trường hợp gì ạ? À, cá nhân cư trú thì người mà thỏa mãn được hai cái một trong hai cái điều kiện đó, còn những người mà không đáp ứng được cái điều kiện để là cá nhân cư trú thì họ sẽ được gọi là cá nhân không cư trú. Khi là cá nhân không cư trú thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ nộp thuế theo cái quy định đối với cá nhân không cư trú. Đây các bạn. À, tôi nên giả sử là gì ạ? À, trong năm 2014 các bạn nhìn lên đây ha. À, trong năm 2000 đây đây cũng là ngày mùng 1 này. Đây là ngày 1 tháng, các bạn đừng nhìn về cái dữ liệu bên dưới ạ. À, ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 thì có một, nếu như mà chỉ tính trong một năm dương lịch này thôi thì cái ông A đến Việt Nam là ông chỉ có mặt là tại Việt Nam là 80 ngày. Và khi mà đóng thuế cho ông A trong năm 2014 mà ông này chỉ có mặt tại Việt Nam là gì ạ? Là 80 ngày thì ông này sẽ là cá nhân không cư trú ạ. Nhưng mà nếu như mà khi mà chúng ta xét là khi mà chúng ta chưa đóng thuế trong năm 2014 mà chúng ta thấy lần gì ạ? Cái lần thứ hai người này lại có mặt tại Việt Nam 110 ngày nữa mà tính từ cái thời điểm cho đến rời khỏi Việt Nam là cái 12 tháng liên tục này từ ngày 1 tháng 6 năm 2014 đến ngày 31 tháng 5 này thì các bạn thấy cái số có ngày mà hiện diện tại Việt Nam nó là bao nhiêu đây ạ? À, là 80 ngày cộng với 110 ngày là 190 ngày ạ. Trong 12 tháng liên tục này nếu như là 190 ngày thì ông này lại là cá nhân cư trú tại Việt Nam các bạn ha. Tuy nhiên thì cái thông tin này sau này các bạn mà đương nhiên các bạn làm sinh là sinh viên quản trị các em có thể không làm kế toán, nhưng mà đối với những sinh viên kế toán mà các bạn làm việc tại những cái công ty mà có cả những cái công nhân nhân viên là người nước ngoài thì lúc này họ phải xem xét để là cá nhân cư trú hay là không cư trú để mà liên quan đến cái nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân ạ. Còn chúng ta thì đương nhiên chúng ta cũng biết biết được nhiều thì nó là cái lợi thế cho chúng ta thôi ạ. Còn đi thi nếu như có thì các bạn cũng sẽ không phải xác định là cá nhân cư trú hay là không cư trú, thì cô sẽ giới hạn cho các bạn đó là cái nội dung mà các bạn ôn tập để các bạn thi á, thì nó sẽ nằm ở trong là cá nhân cư trú thôi các bạn nhá. Thì các bạn lưu ý ạ. À, như vậy thì người nộp thuế thì là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. À, còn lại thì chúng ta sẽ có đối tượng ạ. Đối tượng đương nhiên sẽ là thu nhập rồi. Thì cái phần này lúc đầu giờ cũng đã nói với các bạn. Đó là gì ạ? À, thu nhập thì có rất nhiều những cái loại thu nhập. Và thường thì người ta gọi đó là gì ạ? Những cái thu nhập thường xuyên. Thu nhập thường xuyên ạ. Và thu nhập không thường xuyên. Thu nhập thường xuyên thì nó bao gồm là từ cái thu nhập từ tiền lương, lương tiền công này này các bạn. Thường ha, thu nhập đây là cái thu nhập là thường xuyên. Còn những cái thu nhập không thường xuyên chẳng hạn như là thu nhập từ đầu tư vốn,
chuyển nhượng vốn hoặc là về tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại hay là nhận thừa kế, nhận quà tặng. Nó là những cái thu nhập mà nó phát sinh không thường xuyên, còn tiền lương, tiền công ấy thì là cái thu nhập mà chúng ta sẽ nhận hàng tháng, tức là nó cứ đều đều như vậy ha. Đây là một số những cái thu nhập thì trong tài liệu các bạn có nhé. Cô không có trình bày những cái thu nhập này. Nhưng mà đại loại các bạn hiểu cho cô là gì ạ? Nếu như một cá nhân, một hộ kinh doanh, một nhóm cá nhân hộ kinh doanh, họ mà có cái hoạt động sản xuất kinh doanh ấy, thì hàng năm họ sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân ạ. Nhưng mà thu nhập của họ đó là từ cái việc mà họ kinh doanh sản xuất hoặc là kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Tuy nhiên hiện nay đối với luật thuế thu nhập ở Việt Nam của chúng ta ấy, thì quy định rằng là đối với những cái thu nhập mà từ cá nhân này, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình mà dưới 100 triệu đồng trở xuống ấy, thì họ không phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân các bạn ha. Như vậy là chỉ có cái thu nhập trên 100 triệu thôi. Còn tiếp theo là gì ạ? Tiền lương, tiền công ạ. Tiền lương, tiền công thì các bạn hình dung là gì ạ? Tiền lương, tiền công là những cái khoản thu nhập mà người lao động nhận được từ cái người sử dụng lao động. Nó bao gồm là tiền lương này, tiền công ạ. Rồi những cái khoản phụ cấp, trợ cấp ạ. Có rất nhiều những cái khoản phụ cấp, trợ cấp sau này các em đi làm việc. Rồi các em có thể làm việc tại những cái đơn vị hành chính sự nghiệp này, rồi tại những cơ quan của nhà nước, rồi hay là tại một cái công ty tư nhân, hoặc là tại những cái đơn vị khác đó, thì các em đều sẽ thấy rõ hơn về những cái thu nhập mà mình nhận được. Nó không chỉ đơn thuần là tiền lương, tiền công hàng tháng đâu ạ. Nó còn có những cái phụ cấp, trợ cấp hay là những cái thù lao, rồi hay một số những cái khoản lợi ích khác. Chẳng hạn như khi mà các em đi làm xa tại Bình Dương, thì lúc này ngoài tiền lương ta trả thì hàng tháng công ty còn hỗ trợ cho các em, đó là về tiền đi ạ. Về tiền thuê nhà, được tiền xăng xe đi lại, thì rất là nhiều thứ như vậy ha. Đây ạ, cho bạn nhìn lên một cái ví dụ này. Trong ví dụ như đây là một cái khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công ạ. Có tiền lương này, tiền thưởng này, tiền thuê xe này, tiền thuê nhà. Thì đây là những cái phần là thu nhập từ tiền lương, tiền công ha. Và ngoài ra thì chúng ta còn có những cái khoản gì ạ? Khoản phụ cấp, trợ cấp thì nó được chịu thuế, nhưng mà sẽ ngoài những cái khoản. Nếu như các bạn tham khảo ở trong cái luật này ạ, nếu như mà các em tham khảo ở trong cái luật thuế, trong ba cái thông tư này, thì các em sẽ thấy là trong những cái thu nhập mà chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công ấy, thì nó sẽ có một số những cái khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập này. Một số khoản tiền thưởng thì họ sẽ không tính này. Và các khoản thu nhập khác cũng sẽ không tính thuế. Thì nó được quy định rất là nhiều. Nhưng mà đây có một số thì cô sẽ lấy ví dụ thôi ha. Ví dụ như thế này ạ. Cái khoản trợ cấp này thì nó sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế ạ. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành nghề hoặc là công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại nguy hiểm, thì cô lấy ví dụ đơn giản như là tại một trường học, thì các bạn thấy ví dụ tại một trường đại học thì có rất nhiều những cái khoa chuyên môn khác nhau ha. Thì hàng tháng ví dụ cán bộ công nhân viên của trường này đi làm thì hàng tháng sẽ nhận được thu nhập. Tuy nhiên đối với những cái đơn vị như là chẳng hạn như là khoa vật lý, khoa hóa học, khoa nông lâm chẳng hạn như vậy, nếu như mà những thầy cô đó hàng ngày phải tiếp xúc với phòng thí nghiệm với những hóa chất độc hại, thì hàng tháng, hàng quý họ sẽ nhận được cái tiền gì ạ? Họ sẽ nhận được cái phụ cấp độc hại. Thì cái phụ cấp độc hại này, ví dụ như là lương của họ được nhận là 10 triệu, cô lấy ví dụ ha, là 10 triệu đồng trên một tháng, và phụ cấp độc hại của họ là 2 triệu đồng trên một tháng, cô lấy ví dụ như vậy, thì chỉ có 10 triệu đồng này là thu nhập, sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân thôi. Còn cái phụ cấp độc hại này thì sẽ không không tính vào cái thu nhập chịu thuế các em ha. Thì đó là một số ạ. Hay là gì ạ? Những cái đối với những người có công thì hàng tháng họ sẽ nhận được những cái trợ cấp, phụ cấp theo cái ưu đãi, theo cái quy định của pháp luật về ưu đãi dành cho những người có công ạ, thì những cái khoản đó cũng không chịu thuế các bạn nhé. Rất là nhiều những cái khoản thì các bạn xem theo dõi trong những cái thông tư các bạn đọc ấy, thực ra trong tài liệu các bạn có rồi. Mình muốn các bạn đi vào ở cái phần đầu tư vốn này, thì ở nội dung thuế thu nhập của cá nhân này cô sẽ không giới thiệu cho các bạn nhé, bởi vì cô vẫn nói ngay từ đầu rồi là cô muốn cho các bạn tập trung vào cái phần tiền lương, tiền công ạ. Rồi những cái khoản thu nhập không thường xuyên này thì các bạn đọc để các bạn biết được rằng là đầu tư vốn là những cái tiền gì. Nó có thể là tiền lãi các bạn nhận được này, từ cái việc các bạn đi cho vay này, rồi cổ tức nhận được. Tuy nhiên tiền lãi này cả lớp lưu cho cô nhé. Các bạn có một số tiền các bạn đi cho các tổ chức doanh nghiệp, hộ gia đình vay, thì cái tiền lãi đó
sẽ phải tính thuế thu nhập cá nhân. Nhưng mà sao ạ? Nếu như cái tiền lãi mà các bạn đi gửi ở ngân hàng á, tại các tổ chức tín dụng á, thì nó sẽ không chịu thuế thu nhập cá nhân đâu các bạn ha. Các bạn lưu ý phần đó. Rồi. À, đây là một số những cái thu nhập miễn thuế ạ. Thì đối với luật thuế thu nhập cá nhân, nó sẽ có một số cái khoản thu nhập miễn thuế, chẳng hạn như là gì ạ? À, chuyển nhượng bất động sản giữa vợ chồng, cha con, ông cháu hoặc là anh chị em ruột ạ. Rồi chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất duy nhất tại Việt Nam. À, ví dụ như thế này ạ. À, bạn nào thử lấy, bạn nào đọc cái đầu tiên này, bạn thử lấy một ví dụ cho cô xem, các bạn lấy một ví dụ về chuyển nhượng bất động sản giữa vợ chồng, cha con, ông cháu, anh chị em ruột. Rồi thậm chí là có cả giữa mẹ chồng với con rể. À, mẹ chồng với con dâu chứ ha, xin lỗi cả lớp. Rồi hay là giữa bố nuôi với con nuôi, rồi mẹ nuôi với con nuôi, thì những cái chuyển nhượng đó cũng sẽ không phải tính thuế thu nhập cá nhân nhé, bởi vì nó là thu nhập miễn thuế ạ. Bạn nào lấy một ví dụ cho cô xem cái trường hợp đầu tiên ạ. Ví dụ các bạn thử lấy một ví dụ cụ thể xem ha. Đối với các cái khoản thu nhập miễn thuế, những phần này là các bạn đọc được hết trong sách rồi, cũng không cần nhất thiết là cô phải trình bày hết những phần này. Các bạn nhớ là chỉ chuyển nhượng bất động sản thôi nhá. Nó chỉ là ví dụ như là nhà, cửa, đất hoặc là tài sản gắn liền với đất ạ. Ví dụ như là ba mẹ của các bạn, sau này các bạn lớn rồi, các bạn ra trường, các bạn lập gia đình, hoặc là ba mẹ các bạn với chuyển nhượng cho các bạn một cái miếng đất để các bạn xây nhà cưới vợ đó. Thì khi mà chuyển nhượng bất động sản này giữa cái mối quan hệ ruột thì trong gia đình đó, thì các bạn sẽ không phải cái thu nhập đó sẽ không tính thuế nhé. Rồi chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất duy nhất tại Việt Nam. Chẳng hạn như là có một ông A nào đó, ông đang có một căn nhà tại Lâm Đồng. Bây giờ ông muốn bán cái căn, chuyển nhượng cái căn nhà này tại Lâm Đồng để ông đi chuyển về Đồng Nai ông ở chẳng hạn. Thì sau khi mà ông minh chứng được với cơ quan của nhà nước rằng là ông chỉ có một cái quyền sử dụng đất duy nhất này tại Việt Nam thôi, căn nhà này là duy nhất tại Việt Nam, tại Việt Nam thôi, ông không có một nơi ở nào khác, bây giờ ông chuyển nhượng đi rồi để ông về Đồng Nai ông sinh sống và làm việc chẳng hạn, thì trong cái trường hợp đó thì ông chuyển nhượng thì cũng không phải, cái thu nhập đó sẽ được miễn thuế nhé cả lớp. Rồi quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao, chẳng hạn như là gì ha, một người mà có công cho đối với nhà nước được cấp cho một miếng đất tại Lâm Đồng để mà sử dụng, thì cái khi mà được cấp cho cái cá nhân, khi mà được nhà nước giao đất cho thì cũng không, cá nhân này cũng sẽ không phải đóng thuế đối với cái thu nhập, đối với cái miếng đất đó các bạn nhé. Rồi thừa kế quà tặng là bất động sản này, nhớ là trong trường hợp này là chỉ là bất động sản thôi cả lớp nhá. Thừa kế là bất động sản, ví dụ như là một bạn A nào đó, ba mẹ bạn nó về nhà, về già rồi, thì trong cái di chúc để lại đó là sẽ bạn ấy là người được thừa kế một căn nhà, thì cái căn nhà đó sẽ không là đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân. Nhưng mà giả sử mà được thừa kế một cái ô tô là 3 tỷ chẳng hạn, thì cái ô tô 3 tỷ này phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định nha cả lớp. Rồi hay là rất là nhiều những cái trường hợp các bạn ha, 8 trường hợp mà chúng ta sẽ không phải, chúng ta được gọi là nó là thu nhập miễn thuế ạ. Rồi hay là cái này ạ, lương làm việc ban đêm, đây có này các bạn ha. Ví dụ như là gì ạ, lương làm việc ban đêm làm tăng ca thì sẽ không phải, nó sẽ là thu nhập miễn thuế. Cô chỉ lấy bình thường là gì thôi. Cô lấy một cái ví dụ đơn giản ở đây, đó là gì ạ? Các bạn đi làm, bình thường nếu như các bạn đi làm theo giờ mà các bạn có thu nhập của các bạn là 40.000 đồng trên một giờ ạ. Thì cái 40.000 đồng này trên một giờ, hàng một ngày mà các bạn làm 8 tiếng chẳng hạn, một ngày mà các bạn làm 8 tiếng thì sau này các bạn sẽ phải tính thuế thu nhập cá nhân các bạn ha, thuế thu nhập cá nhân, tại vì nó là tiền lương tiền công của các bạn mà. Nhưng mà cô đang giả sử là gì ạ? Ngày thứ bảy chủ nhật các bạn đi làm, thì lúc này các bạn làm vào cái ngày nghỉ á, thì lương của các bạn không phải là 40.000 nữa, nó là 90.000 đồng trên một giờ ngày thứ bảy ạ.
ngày thứ bảy chủ nhật, cô lấy ví dụ là thứ bảy chủ nhật, thì lúc này cái 90.000 đồng này các em sẽ phải gì ạ? Các em chỉ tính thuế thu nhập cá nhân đối với 40.000 thôi. Còn lại cái phần vượt là cái phần vượt làm tăng thêm mà các bạn nhận được là 50.000 này sẽ không phải tính thuế thu nhập cá nhân các bạn ha. Như vậy thì đối với những cái phần mà chúng ta làm tăng ca vào ban đêm hoặc là làm vào những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết thì cái thu nhập mà vượt trên cái thời gian theo quy định bình ngày làm việc bình thường ấy thì nó sẽ là thu nhập miễn thuế các bạn ha. Thì đó là một số những cái lưu ý các bạn biết được ạ. Còn chúng ta sẽ đi về cái phương pháp tính thuế ạ. Phương pháp tính thuế thì đối với cá nhân cư trú hiện nay thì nó khá là đơn giản. Cô xin lỗi, cá nhân không cư trú ạ. Cá nhân không cư trú thì người ta sẽ nhân đến mức thuế suất toàn phần thôi. Ví dụ như là lương của một ông A ha. Cô lấy ví dụ như là ông A là người người Hàn Quốc, ông này làm việc tại Việt Nam. Ông này là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, ông này có phát sinh thu nhập một năm của ông đấy là 100 triệu đồng. Triệu đồng. Thì lúc này thu nhập của ông này tính thuế thu nhập cá nhân là người ta chỉ lấy 20% nhân 100 thôi. Như vậy ông này sẽ phải nộp là 20 triệu, 20 triệu tiền thuế, cô lấy ví dụ như vậy thôi ha. 20 triệu tiền thuế vào cho ngân sách của nhà nước thì đó là đối với cá nhân không cư trú. Còn đối với cá nhân cư trú này thì nó sẽ tính theo cái biểu thuế từng mức thuế và nó sẽ được áp dụng những cái khoản giảm trừ gia cảnh các bạn ha, nó sẽ có những cái khoản giảm trừ. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào phương pháp này và cụ thể cô chỉ muốn hướng các bạn đến đó là gì ạ? Tiền lương và tiền công thôi các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đi qua. Rồi, đây là cái nội dung mà các bạn bắt đầu đi vào đây ha. Các bạn đánh dấu trong tài liệu của các bạn ý. Đây là nội dung thi của các bạn nhé. Như vậy thì các em hình dung là gì ạ? Chúng ta sẽ đi vào phương pháp tính thuế đối với cá nhân cư trú. Và cụ thể ở đây là tôi đang nói đến gì ạ? Tôi đang nói đến với những lao động mà có hợp đồng lao động là từ 3 tháng trở lên các bạn ha. Còn đâu dưới 3 tháng thì cô đã trình bày lúc đầu rồi. Nếu như mà dưới 3 tháng, dưới 3 tháng ạ, nếu như mà hợp đồng lao động mà dưới 3 tháng ấy, hợp đồng lao động ở dưới 3 tháng mà thu nhập mà từ dưới 2 triệu thì sẽ không tính, không nộp thuế thu nhập cá nhân ạ, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Còn đâu nếu như mà trên 2 triệu thì sẽ bị khấu trừ 10% trước khi được nhận khấu trừ 10% ha. Sẽ được khấu trừ 10% ạ. Thì đó là hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Còn ở đây thì chúng ta đang ngầm hiểu với nhau là hợp đồng lao động này là trên 3 tháng ạ. Như vậy từ 3 tháng trở lên là chúng ta đã phải tính đối với cái phần thuế này. Thì chúng ta có là gì ạ? Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công thì được tính theo năm ạ. Tuy nhiên thì phải thực hiện tạm kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc là theo quý. Khi kết thúc năm thì thực hiện quyết toán. Như vậy là gì? Tức là các em đi làm cho một doanh nghiệp thì hàng tháng hoặc là hàng quý doanh nghiệp của các em sẽ phải thực hiện kê khai nộp thuế, sẽ tạm nộp thuế thu nhập cá nhân cho tất cả cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Và đến cuối năm thì kế toán sẽ thực hiện lại quyết toán trong cả năm ạ. Nếu như mà số tạm nộp mà cao hơn thì chúng ta sẽ được hoàn lại. Còn nếu như số tạm nộp thấp hơn số mà phải nộp thì các em sẽ còn phải nộp thêm ha. Như vậy thì thực tế thì bản thân của người lao động sẽ không phải là người trực tiếp đi nộp thuế đâu, mà chúng ta sẽ ủy quyền cho cái đơn vị mà trả thu nhập cho chúng ta để họ nộp ấy. Như vậy thì chúng ta sau này thì công ty của chúng ta thì sẽ nộp thay cho chúng ta ha. Như vậy thì cái số tiền đó thì đương nhiên họ sẽ khấu trừ từ cái tiền lương rồi ạ. Và cái thời điểm mà xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm mà người sử dụng lao động trả tiền lương, tiền công cho người lao động hoặc là thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập ạ. Thì đó là thời điểm để xác định thu nhập ạ. Các bạn sẽ có là gì ạ? Chúng ta sẽ có đó là thu nhập từ tiền lương, tiền công ạ. Thì thuế phải nộp đối với tiền lương, tiền công thì sẽ được xác định như sau. Các bạn sẽ có một cái công thức này ạ. Chúng ta có thuế phải nộp thì nó sẽ bằng gì? Thuế phải nộp nó sẽ bằng là thu nhập tính thuế và nhân với thuế suất. Thuế suất ở đây thì nó sẽ là theo biểu lũy tiến ạ. Theo biểu lũy tiến cả lớp nhé. Và chúng ta có thu nhập tính thuế, chúng ta phải đi xác định anh này. Thu nhập tính thuế thì bằng thu nhập chịu thuế. Thì các bạn có thể viết đây là thu nhập tính thuế.
Đấy, các bạn có viết đây là thu nhập chịu thuế, các bạn viết tắt cô cũng hiểu được ha. Rồi trừ đi các khoản giảm trừ ạ. Thì bây giờ chúng ta phải đi giải quyết xem. À, như vậy thì những cái khoản giảm trừ này nó bao gồm những cái khoản nào? Còn thu nhập chịu thuế thì chúng ta đọc rồi, đối với tiền lương, tiền công là tất cả những cái gì ạ? Tiền lương, tiền công này, các khoản phụ cấp, trợ cấp này, trừ một số những cái khoản thôi ha. Các bạn lưu ý cho cô như vậy. Rồi chúng ta sẽ đi vào từng các cái khoản giảm trừ ạ. Hiện nay thì luật thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam đang có quy định về các khoản giảm trừ như sau. Thứ nhất là có 3 khoản. Thứ nhất là gì ạ? Khoản đóng góp bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện ạ. Và thứ hai là gì ạ? Khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học. Nhưng mà đóng góp vào những cái quỹ này là những cái quỹ mà nó được thành lập, nó theo một cái tổ chức mà được theo quy định của nhà nước, chứ không phải là các bạn đi đóng góp vào một cái quỹ trời ơi đất hỡi ở đâu để các bạn giảm đi số tiền mà các bạn phải nộp thuế đâu các bạn ha. À, và các cái khoản giảm trừ gia cảnh. Và giảm trừ gia cảnh ở đây chính là giảm trừ cho bản thân của người nộp thuế đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng phần. À, các khoản giảm trừ. Thứ nhất là gì ạ? À, các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Các bạn học ở trong môn nguyên lý kế toán rồi ạ. Đó là gì ạ? Khi người lao động tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại một đơn vị thì doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ là sẽ tính bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp này và nộp thay cho người lao động. Như vậy thì cái tiền mà để chúng ta, ví dụ như thu nhập của các bạn là gì ạ? Thu nhập một tháng sau này các bạn đi làm là 15 triệu, 15 triệu đồng trên một tháng. Và trong cái đó các bạn đóng bảo hiểm là tổng các bạn đóng bảo hiểm, cô đang lấy ví dụ ha, là 4,5%. Cô đang lấy ví dụ thôi là 4,5%. Thì lúc này các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ lấy 15 triệu này trừ đi 4,5% này các bạn ha. Cái số còn lại thì các bạn sẽ mới tính thuế thôi ạ. Như vậy thì chúng ta sẽ có là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Và một số những cái ngành đặc thù thì họ sẽ có tham gia vào những cái bảo hiểm bắt buộc ạ. Rồi hay là quỹ hưu trí tự nguyện ạ. Thì mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện nhưng mà hiện nay thì được quy định là không quá 12 triệu đồng trên một tháng. Như vậy thì một năm là không quá 12 triệu các bạn ha. Thì đây là chúng ta sẽ khoản giảm trừ này là ví dụ là chúng ta sẽ có thu nhập này. Các bạn sẽ có thu nhập chịu thuế. Sau đó các bạn sẽ trừ đi những cái khoản giảm trừ và đối với bảo hiểm thì các bạn sẽ tính thuế trên cái số còn lại này, các bạn sẽ tính thuế này. Thì các bạn lưu ý cho cô như vậy ha. Thì đó là cái khoản giảm trừ đầu tiên. Là các khoản đóng góp bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện. Rồi tiếp theo là gì ạ? À, chúng ta sẽ có đó là đối với những khoản đóng góp vào gì các bạn? À, đối với những cái khoản mà chúng ta sẽ đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo và quỹ khuyến học thì nó bao gồm tất cả những cái khoản chi đóng góp vào các tổ chức cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa. Và những cái khoản chi đóng góp vào quỹ này thì nó phải được thành lập theo cái quy định của pháp luật. Thì các bạn lưu ý cho cô, đó là những cái khoản đóng góp vào cái quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo ha. Hoặc là cô đang giả sử như là gì ạ? Các bạn đi làm và trong tháng đó thì đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Và lúc này có một cái đơn vị của các bạn là có quyên góp để ủng hộ và trích một ngày lương chẳng hạn. Thì sau này cái tiền mà trích một ngày lương đó ra các bạn cũng sẽ được trừ khi mà các bạn xác định về cái thu nhập tính thuế các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý trong những trường hợp như vậy ạ. Thực ra các bạn hiểu được rằng là gì ạ? Cái việc như vậy thì nó cũng sẽ khuyến khích phần nào đó là những cá nhân họ sẽ tham gia vào những cái việc mà đóng góp vào từ thiện này. Nếu như họ tôi không tham gia thì chẳng hạn thì thuế của tôi nộp sẽ phải nhiều hơn chẳng hạn. Tức là chỉ là một phần nào đó thôi thì nó cũng sẽ có cái ý nghĩa như vậy đối với những luật thuế thu nhập cá nhân ạ. Sau cái giảm trừ này cả lớp luôn luôn phải nhớ cho cô, đó là gì ạ? Chúng ta còn có cái khoản giảm trừ về gia cảnh. À, và giảm trừ gia cảnh ở đây đó là gì ạ? À, khoản giảm trừ gia cảnh hiện nay thì là bản thân của người nộp thuế là được giảm trừ 9 triệu đồng ạ. Nếu như mà một tháng thì các em sẽ giảm trừ 9 triệu đồng. Còn sau này đi làm bài các em có quyết toán theo năm ạ. Khi mà một năm thì các em phải nhớ là lấy gì ạ? Các em sẽ lấy 9 triệu nhân với 12 lên thì sẽ là ra 1,508 ạ. Hoặc là đối với người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng ạ. Đối với người phụ thuộc thì là 3,6 triệu đồng.
người phụ thuộc này 3,6 triệu đồng trên một tháng, như vậy là một năm thì các bạn sẽ phải lấy 3,6 các bạn nhân 12 lên cho cô nhá. Các bạn phải nhớ ạ, rất nhiều bạn đang lấy thu nhập của một năm nhưng mà các bạn lại trừ đi cho 9 triệu thôi, trừ đi cho 3,6 thôi chẳng hạn, thì các bạn đang bị sai rồi, bởi vì đây nó chỉ là một tháng. Nếu như thu nhập một năm thì tôi cũng sẽ phải tính cái giảm trừ này trong vòng một năm ạ. Còn người phụ thuộc này là gì ạ? À, người phụ thuộc ở đây có thể là con, là con cái mà dưới 18 tuổi mà chưa có thu nhập, hoặc là người già, là bố mẹ là người lớn tuổi, người cao tuổi mà tính ra thu nhập mà trong 12 tháng ấy, thu nhập 12 tháng của bố mẹ già mà chia cho 12, cái thu nhập của 12 tháng này chia ra mà nó nhỏ hơn hoặc bằng 1 triệu đồng thì lúc này sẽ trở thành người phụ thuộc các bạn nhé. Rồi hoặc là gì ạ? Con trên 18 tuổi nhưng mà vẫn còn đang đi học tập. Rồi hoặc là có những gia đình không may mắn thì có những người con bị khuyết tật, không có, mất sức lao động, rồi cha mẹ già yếu mất sức lao động thì cũng sẽ là người phụ thuộc. Thì các bạn lưu ý cho cô như vậy ha. Nhưng mà đối với người phụ thuộc thì nó sẽ có một cái lưu ý như thế này ạ. À, cô đang giả sử là các bạn đang đi học, các bạn trên 18 tuổi rồi nhưng mà các bạn chưa có thu nhập, hoặc là thu nhập hàng tháng trung bình hàng tháng của các bạn chưa đến 1 triệu chẳng hạn, thì các bạn đang là những người phụ thuộc của ba mẹ các bạn. Bây giờ thì ba mẹ ha, ba mẹ thì có một người con ạ. Như vậy thì ba mẹ này đang đi làm, thì khi mà đi kê khai thì một người con này nếu như là người phụ thuộc của ba rồi thì sẽ không là người phụ thuộc của mẹ nữa, bởi vì khi mà đi kê khai thuế tại cơ quan của ba, nếu như ba khai là có một người phụ thuộc là các bạn rồi thì mẹ các bạn làm ở cơ quan của mẹ sẽ không kê khai các bạn là người phụ thuộc nữa ạ. Tức là luật quy định là gì ạ? Một người phụ thuộc chỉ được kê khai cho một đối tượng nộp thuế, nhưng mà một đối tượng nộp thuế này có thể có nhiều người phụ thuộc ạ. À, một ông A nào đó, ông không có con nhưng mà ông này lại có một tấm lòng rất là từ bi, ông có thu nhập cao mà ông thấy những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, ông nhận về nuôi. Như vậy thì ông có thể nhận ba bốn đứa trẻ về ông nuôi, và ba bốn đứa trẻ này sẽ là người phụ thuộc của ông A. Như vậy thì một người nộp thuế thì có thể là có nhiều người phụ thuộc nhưng mà một người phụ thuộc chỉ được kê khai cho gì ạ, cho một người nộp thuế thôi, thì các bạn lưu ý cho cô ha. Như vậy đây là cái gì ạ? À, chúng ta có các khoản giảm trừ gia cảnh ạ. À, thì nhớ cho cô đó là bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng và đối với người phụ thuộc là 3,6 ạ. À, chúng ta đã có gì ạ? À, chúng ta đã có thu nhập, chịu thuế và các khoản giảm trừ rồi, thì các bạn lưu ý cho cô tiếp theo đó là gì? Biểu thuế ạ. À, hiện nay thì thu nhập từ cái tiền lương tiền công này nó được áp dụng theo biểu lũy tiến từng phần. Như vậy thì cái phần mà các bạn đang làm đây này, đi thi các bạn, các bạn có thể chỉ nhớ được một cái là năm thôi, hoặc là các bạn nhớ tháng ạ. Bởi vì nếu mà các bạn nhớ theo một tháng thì là 5 triệu, thì một năm các bạn sẽ nhân 12 lên, các bạn nhân 12 lên thì nó ra một năm ạ. Hay tương tự như vậy các bạn cứ nhân 12 lên nhé. Tức là sao ạ? Nếu như thu nhập tính thuế, tức là sau khi tôi lấy thu nhập chịu thuế, tôi trừ đi các khoản giảm trừ ạ, nó ra một cái phần delta này là thu nhập tính thuế mà của tôi là nhỏ hơn 60 triệu trên một năm, hoặc là nhỏ hơn 5 triệu này này, nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu thì tôi sẽ tương ứng với thuế bậc 1 là 5% trên thu nhập của tôi. Còn nếu như thu nhập của tôi nằm từ 60% đến 120 thì mức thuế của tôi sẽ là 10% ạ. Và cứ tương tự như vậy, các bạn thấy cái này nó lũy tiến gì ạ? Nó sẽ lũy tiến, nó tăng dần. Lũy tiến này nó lại tăng dần ha. Thuế suất từ 5, 10, 15, 20, 25. Và hiện nay thì tại Việt Nam, mức cái bậc thuế cao nhất đang là bậc số 7. Đối với những người mà có thu nhập gì ạ? Trên 80 triệu đồng trên một năm thì thu nhập của họ sẽ là 35% ạ. Cái mức thuế suất sẽ là 35%. Bây giờ cô hỏi một bạn ạ. Các bạn cho cô biết, ví dụ như là cô có thu nhập tính thuế là bằng 125 triệu ạ. 125 triệu thì thuế cô phải nộp bằng bao nhiêu ạ? Thuế của chúng ta phải nộp là bằng gì? À, thuế phải nộp sẽ bằng là thu nhập tính thuế nhân với thuế suất ạ. Ồ, như vậy thì cô có, nếu như cô có thu nhập tính thuế là bằng 125 triệu thì thuế của cô phải nộp là bao nhiêu ạ? À, bạn nào cho cô biết ạ?
Dạ thưa cô là 125 nhân với lại 15% ạ. Rồi bạn nữ tên là gì ạ? Dạ Ngọc Bình ạ. Rồi bạn Ngọc Bình, bạn là 125 nhân với 15%. Rồi, cô cảm ơn bạn Bình ha. Như vậy là nếu như mà thuế phải nộp mà bằng 125 nhân với 10% thì cô sẽ không có một cái tên là biểu lũy tiến từng phần đâu. Nếu như mà từng phần thì nó sẽ không phải là 15%. Còn nếu như giả sử cô có là biểu lũy tiến, cô thay chữ từng phần là toàn phần, thì lúc này tương ứng với nó, cô sẽ lấy 125 nhân 15% như bạn Bình này. Nhưng ở đây của cô lại gì ạ? Lũy tiến từng phần, như vậy là tương ứng với mỗi phần tăng thêm, tôi sẽ phải chịu một mức thuế suất. Như vậy bạn Bình tính như vậy thì không có gì là sai, cũng không sao hết ạ, bởi vì sao? Các bạn chưa học. Như vậy thì cô hỏi các bạn, 125 thì nó đang nằm ở bậc thuế số mấy ạ? 125 nó đang nằm ở bậc thuế số mấy các bạn? Nó nằm ở ngưỡng bậc thuế số mấy ạ? Bậc Đúng rồi, bậc số 3. Đúng rồi, là bậc thuế số 3. Nhưng mà trong 125 đó thì nó sẽ có gì ạ? Nó tại có mức thuế 60 triệu đầu tiên là bao nhiêu ạ? Là 5%. Rồi, ở cái bậc từ trong 125 đó thì sẽ có cái khoảng từ 60 đến 120 triệu là 10%, và đến cái bọc 3 của nó thì nó sẽ có là từ 120 triệu và đến 125 triệu là 15% ạ. Như vậy thuế phải nộp của tôi trong trường hợp này, trong trường hợp 125 triệu này, các bạn sẽ phải tính cho cô như thế này ha. Bạn nào mà không đi học cái buổi này này thì đi thi, các bạn đương nhiên các bạn sẽ nhìn vào đó, các bạn nhân với 15% rồi. Còn bạn nào mà đi học thì các bạn đã biết được rằng gì ạ? Từ nay ha, lũy tiến từng phần tăng thêm. Như vậy thì nếu như mà thu nhập tính thuế của các bạn bằng 125 triệu thì các bạn sẽ có thuế phải nộp cho cô như sau ạ. Thuế phải nộp của các bạn sẽ bằng gì ạ? Tương ứng với nó đầu tiên, các bạn sẽ có 60 triệu. Cô nói với cả lớp nhé. Đây là cô đang viết tắt là chữ triệu đồng. Đây là chữ triệu đồng. Thì các bạn đừng viết như vậy. Còn sau này các bạn đã viết 125 triệu ra thì các bạn phải viết hết số 0 ra nhé. Như vậy thì tương ứng với nó thì ở cái ngưỡng đầu tiên tôi sẽ có là gì ạ? 60 triệu tôi sẽ nhân với 5%. Và tiếp theo ở cái ngưỡng thu nhập từ 60 triệu đến 120 triệu này là tôi sẽ có là gì ạ? 120 trừ đi 60 tôi sẽ nhân với 10%, và tương đương với nó tôi sẽ, cái mức của tôi đang ở cuối cùng là bao nhiêu, là 125, nó thuộc bậc số 3, thì tôi sẽ lấy 125 tôi trừ đi 120 và tôi sẽ nhân với 15% ạ. Và thuế của tôi phải nộp nó sẽ bằng lũy, nó sẽ bằng thuế của từng cái phần thu nhập này cộng lại. Như vậy tôi sẽ có cộng lại của 60 nhân 5 cộng với tiếp theo là 60 nhân 10 các bạn ha. Tôi sẽ có 60 nhân với 5% rồi cộng với 60 nhân với 10% các bạn ha. Và tôi có 5 nhân với bao nhiêu ạ? Nhân với 15% ạ. Thì đó là cái phần mà các bạn phải lưu ý khi mà tính thuế thu nhập cá nhân cho cô ạ. Như vậy tôi sẽ ra được là 9,75. Tôi sẽ ra được là 9,75 ha. 9,75. Như vậy thì với cái thu nhập tính thuế nhưng mà là 125 triệu thì cái cá nhân này sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 9,75 các bạn ha. Lũy tiến từng phần tăng thêm thì các bạn nhớ vậy, nó sẽ tương đương với từng cái mức ngưỡng thu nhập thì nó sẽ phải áp dụng, và cứ càng cao thì tôi sẽ cứ áp dụng dần hết. Nếu như thu nhập của tôi là trên 960 triệu thì tôi sẽ phải đóng từ lũy tiến của từng phần này, từ bậc 1 cho đến bậc số 7 này các bạn ha. Thì đó là cách các bạn nhớ cho cô là nó tên là gì ạ? Biểu thuế lũy tiến từng phần ạ. Còn khi nào mà chúng ta áp dụng hoàn toàn lấy 125 nhân 15 thì khi đó là nó là cái biểu toàn phần rồi. Và đối với cá nhân không cư trú hiện nay thì đang áp dụng cái mức đó là toàn phần ạ. Rồi tương tự như vậy các bạn này. Xem cho cô gì ạ? Làm cho cô cái ví dụ này ạ. Các bạn làm cho cô ví dụ này ạ. Đây là trong tháng nhé. Cái bài này cô chỉ giới thiệu cho các bạn về tiền lương tiền công nên
Thì cơ bản là chúng ta cũng sắp xong rồi. Hôm trước đây khóa nào cũng dạy cho các bạn hết nhưng mà các bạn cũng không có tìm hiểu á, nên mình thấy nó cũng không có hiệu quả. Đến lúc đi thi rồi các bạn cũng lung tung hết. Bạn làm cái ví dụ này đi ạ. Em dễ nhất nha. Nếu như bài tập này thì cô đang cho các bạn đó là thu nhập ở đây là trong tháng nhé, thì các em phải nhìn vào cái biểu thuế theo tháng ạ. Tại Việt Nam trên 183 ngày hoặc là có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam đó. Và trường hợp này là hợp đồng lao động là trên 3 tháng. Rồi, trường hợp ví dụ này bạn nào tính được ạ? Các bạn nhớ khi mà tính thì các bạn sẽ quay trở lại với công thức này ha. Trước tiên các bạn sẽ xác định thu nhập chịu thuế. Rồi sau đó các bạn có các khoản giảm trừ thì các bạn sẽ có thu nhập tính thuế. Và thuế phải nộp thì sẽ bằng là thu nhập tính thuế và nhân với thuế suất ạ. Thì đó là cái cách mà các bạn làm. Rồi bạn nào làm ví dụ này ạ? Dạ thưa cô Ngọc Bình. Nhà bạn mình làm đi ạ. Dạ thưa cô, là đầu tiên em tính bảo hiểm xã hội, bảo Rồi. hiểm y tế riêng ạ. Rồi, như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ có thu nhập chịu thuế là bằng bao nhiêu ha? Thưa cô, thu nhập chịu thuế là 40 triệu ạ. Đợi là bằng 40 triệu ha. Dạ. Rồi. Tiếp theo bây giờ mình sẽ đi tìm đến các khoản giảm trừ. Các khoản giảm trừ ạ. Đấy, mình sẽ đi Cô tìm các khoản là giảm trừ. đầu tiên là bảo hiểm xã hội mình Rồi, lấy bảo 40 bảo triệu hiểm nhân xã hội 7% là bằng 40 triệu. nhân cho 7%. Rồi, nhân với 7%, 7% hay 7,5? Dạ 7%. Trong đề bài là 7% hay 7,5 cô đang hỏi. Dạ 7 ạ. Đợi 7%, 7%. Cô là bằng 2,8 triệu. Rồi 2 triệu 800 ngàn ạ. Tiếp theo đến là bảo hiểm y tế ạ. Rồi bảo hiểm y tế. Cô là lấy 40 triệu nhân với lại 1,5% ạ. Dạ thưa cô, là bằng 600 ngàn. Rồi. Chúng ta có giảm trừ gì nữa? Dạ cô, là giảm trừ có nuôi 2 đứa con dưới 18 tuổi ạ. Là giảm trừ gia cảnh đúng không? Dạ vâng. Rồi, giảm trừ gia cảnh bằng gì? Là Gia cảnh đầu tiên là phải giảm trừ cho ai đã? dạ cho người phụ thuộc ạ. Chưa nói đến người phụ thuộc thì giảm trừ gia cảnh cho ai nữa? Bản thân người nộp thuế. Đúng không? Bản thân người nộp thuế được giảm trừ bao nhiêu? Dạ thưa cô, là bản thân người nộp thuế Các bạn phải nhớ cái này không bao giờ nó có trong trong ví dụ. thưa cô là 9 triệu ạ. Đúng rồi, các bạn sẽ có bản thân người nộp thuế là 9 triệu. Sau đó tôi với giảm trừ cho người gia cảnh ạ. Cho người phụ thuộc ạ. Là 7,2 triệu ạ. Như vậy thì một người phụ thuộc được giảm trừ là 3 triệu 6. Như vậy thì hai người phụ thuộc sẽ phải nhân 2 lên ạ. Rồi bạn tính cho cô lại. Hiểu cô là bằng 16,2 triệu. 16 triệu 200 ngàn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có gì ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ có tổng
tổng các khoản giảm trừ này. Đã hết các khoản giảm trừ chưa? Ông này có đóng góp từ thiện không ạ? Dạ không. Rồi tổng các khoản giảm trừ em tính ra bao nhiêu? Dạ thưa cô là em tính ra 19 triệu 600. Tính cho chắc chắn ha. Rồi 19 triệu 600 ngàn. Rồi lúc này thì sau khi có rồi thì chúng ta sẽ có thu nhập tính thuế bằng gì ạ? Dạ thưa cô, thu nhập tính thuế là bằng thu nhập chịu thuế 40 trừ cho đi 19 triệu 600 ạ. 19 triệu 600 ạ. Rồi bằng bao nhiêu ạ? Dạ thưa cô là bằng 20 triệu 400. 20 triệu 400 ha. Rồi là 20 triệu 400 ngàn. Thì lúc này bạn nhìn vào trong cái mức thuế suất thì chúng ta thấy chúng ta đang ở ngưỡng ở bậc số bao nhiêu ạ? Dạ cô là bậc 1 ạ. Sao lại bậc 1? Đây là theo tháng thì phải nhìn vào theo gì ạ? Bậc số 3. Bậc số mấy Linh? Bậc số 3. Sao lại số 3? Dạ số 5 mà. Số 4. Trời ơi cái lớp này nhìn sao dạ, bậc số 5 mà. Bậc số 4 ạ. Bọc số 4, bọc thuế số 4 là từ 18 cho đến 32. Tiếp nhìn sao vậy? Cả lớp lưu ý cho cô, khi nào mà tháng thì các em phải nhìn vào trên tháng. Và khi nào là năm thì các em phải nhìn vào trong cái năm cho cô ha. Yeah. Mà nói đến đây thì lớp mình có nhớ được cái bảng này để đi thi không? Hay là cần cô phải đưa vào đề thi ạ? À? Đưa vào đề thi được không cô? Chứ các bạn không nhớ được à? Rồi bắt đầu chúng ta sẽ có thuế thu nhập cá nhân phải nộp này. Rồi thuế thu nhập cá nhân phải nộp ạ. Phải nộp bằng gì ạ? Bạn Bình làm luôn đi ạ. Dạ. Như vậy bậc đầu tiên thì chúng ta sẽ có là bao nhiêu ạ? Dạ thưa cô là bằng 5 triệu 20. Đúng không? Không. Bậc số. À dạ bậc số 1 là 5 triệu ạ. Nhân với bao nhiêu ạ? Dạ cô là nhân với 5%. Rồi, tương ứng với thứ hai mình lấy cái mình trừ luôn đi ạ. Dạ mình vâng, lấy là 10 thứ 5 luôn thì chúng ta sẽ có là gì ạ? 5 nhân với 5% bằng trừ luôn hay là mình để trong phép tính luôn cô? Trừ luôn, ý là em trừ luôn, em lấy cái ngưỡng đầu, ngưỡng cuối em trừ đi cái ngưỡng đầu ạ. Rồi, dạ bằng thưa cô là bằng 15,4 nhân với sao lại 15,4? Dạ cô là mình lấy 20 phải bọc số 3 là từ bao nhiêu? Bạn Bình có đang nhìn vào cái biểu thuế cho cô không? Dạ thưa cô là em đang chuyển qua hai cái cho nên là hơi ái một xíu. Dạ cô là bạn nào đọc cho cô phép tính này ạ? Để em làm luôn cho cô. Rồi cảm ơn bạn Bình nhé. Rồi Bình đang nói thì dạ. Để cô hỏi bạn Linh. Rồi. Dạ. 8 nhân với 20%. 8 là lấy cái 8. Gì ạ? Dạ lấy 18 trừ đi 10 ạ. Đúng rồi, là chúng ta sẽ lấy 8 triệu. Dạ, nhân với 20%. 20 hay là 15? À dạ 15. Nhân với 15. Đợi. Cộng với gì ạ? Cộng với 2,4 nhân với 20%. Rồi 2,4 này thì cô sẽ lấy cho các bạn là 20. Rồi cô sẽ mở ngoặc lấy cho cả lớp nhìn thấy 20 triệu 400 ngàn trừ đi trừ bao đi nhiêu ạ? 18. Trừ đi 18. Trừ đi 18 triệu. Và chúng ta sẽ nhân với 20%. Rồi Linh nhân lên bằng bao nhiêu? Bằng 2.430.000. Bằng 2 triệu. Đúng không ạ? 430.000. Rồi như vậy thì thuế. Như vậy thì thuế mà cái 3C này phải nộp ở trong tháng là 2.430.000. Thì đây là một cái thứ tự để mà làm bài ạ. Trước trước khi mà làm bài này thì cả lớp phải xác định cho cô đó là thu nhập chịu thuế các bạn nhé. Thu nhập thì có rất nhiều thu nhập, nhưng mà khi mà thu nhập chịu thuế thì nó lại khác ạ. Bởi vì các bạn nãy cô nói rồi, trong thu nhập thì có một số những khoản phụ cấp, trợ cấp sẽ không được tính vào trong này ạ, sẽ được loại ra khỏi đây khi tính thuế. Ví dụ như trong này ông bà C này là 40 triệu và trong đó là cả cái thu nhập của bà là trong đó bà có 5 triệu là bà là người mà có công với cách mạng chẳng hạn mà được nhận, thì tổng thu nhập trong tháng đấy bà là 40 triệu. Thì lúc này các em chỉ xác định thu nhập chịu thuế của bà này là bao nhiêu ạ? Là 35 triệu thôi. Thì đó là các em lưu ý. Đây là một cái ví dụ rất là hàn lâm, là cô chỉ cho các em là thông tin là gì ạ? Đây là thu nhập chịu thuế thôi các bạn ha. Như vậy thì các khoản giảm trừ thì thứ nhất
Ở đây có bảo hiểm thì các bạn sẽ tính ra các khoản giảm trừ ha. Rồi bảo hiểm y tế rồi, gia cảnh. Các bạn rất hay quên gia cảnh. Các bạn rất hay quên gia cảnh ạ. Đối với giảm trừ gia cảnh thì có bản thân người nộp thuế sẽ được giảm trừ 9 triệu và người phụ thuộc thì được giảm trừ 3,6 triệu. Nhưng mà nếu như đây là tháng thì tôi là 9 với 3,6 nhân 2. Nhưng nếu là năm thì tôi phải nhân 12 lên các bạn ha. Rồi như vậy thì tôi sẽ có tổng các khoản giảm trừ, tôi cộng lại hết tất cả những khoản giảm trừ. Và sẽ có những trường hợp là người ta sẽ đi ủng hộ, người ta đóng góp vào quỹ nữa thì các em sẽ cộng thêm vào. Thu nhập tính thuế của tôi sẽ bằng 40 triệu trừ đi 19 triệu 600 bằng 20 triệu 400. Và thuế thu nhập phải nộp thì lúc này các em sẽ đối chiếu vào trong cái biểu thuế lũy tiến từng phần để các em sẽ nhân lên ha. Tương ứng với bọc số 1 thì là 5 triệu. Bọc số 2 là 10 triệu trừ đi 5 triệu nhân 10%. Bọc số 3 là 18 triệu trừ đi 10 triệu nhân với 15% ạ. Và bọc số 4 là 20 triệu 400 trừ đi 18 triệu. Thì các bạn lưu ý cho cô là gì ạ? Đối với thuế thu nhập cá nhân này, nó về cái việc mà để cho các em mà xác định thuế phải nộp thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà để mà tìm hiểu về một cái luật thuế cụ thể thì nó khá là phức tạp các bạn ha. Rồi đó là phần thuế thu nhập cá nhân. Đối với cá nhân cư trú thì các bạn có ví dụ này các bạn có thể viết vào ha, để chúng ta sẽ chuyển qua những nội dung khác. Nhớ là gì ạ? Đối với những cái hợp đồng lao động mà dưới 3 tháng nhá, hợp đồng lao động thì dưới 3 tháng, chúng ta đang làm là trên 3 tháng đó, thì với thu nhập là gì ạ? Dưới 2 triệu thì chúng không đóng thuế các bạn ha. Và trên 2 triệu đồng thì sẽ khấu trừ 10% ạ. Doanh nghiệp sẽ phải khấu trừ 10% này để nộp thuế. Các bạn lưu ý cho cô trong trường hợp vậy. Và chúng ta đang xét là đối với hợp đồng lao động là gì ạ? Trên 3 tháng thì chúng ta có cái biểu thuế lũy tiến từng phần và theo từng quy định như vậy. Phải xác định là gì ạ? Thu nhập chịu thuế hoặc là thu nhập, những cái thu nhập miễn thuế và một số những cái khoản giảm trừ. Rồi các bạn ghi cái phần này xong chưa ạ? Và có một chút nữa mình sẽ muốn nói thêm với các bạn. Đó là trong đối với những doanh nghiệp là gì ạ? Một số doanh nghiệp thì họ sẽ có những cái phụ cấp ăn trưa các bạn. Đối với những doanh nghiệp mà họ sẽ có phụ cấp ăn trưa cho người lao động, thì cái phụ cấp ăn trưa này chẳng hạn, ví dụ như là một ông A, nhân viên A ha. Nhân viên A, rồi cô lấy ví dụ là nhân viên A này, họ sẽ lương của họ trên một tháng, lương của họ một tháng là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng trên một tháng. Rồi. Và họ còn có phụ cấp tiền ăn trưa. Tiền ăn trưa của họ là 600 ngàn đồng. 600 ngàn đồng trên một tháng. Cô lấy ví dụ như vậy. Thì khi mà giả sử nhân viên A này cô đang không nói gì hết đến những cái khoản khác, thì nhân viên A này của họ sẽ có thu nhập là 10 triệu. Thu nhập tính thuế của họ lúc này, thu nhập chịu thuế của họ lúc này sẽ là bằng 10 triệu ạ. Đó là tiền ăn trưa này sẽ không tính vào thuế thu nhập cá nhân. Nhưng tiền ăn trưa hiện nay chỉ được quy định là gì ạ? Nó chỉ nhỏ hơn hoặc bằng 730.000 đồng trên một tháng thôi ạ. Và tôi đang giả sử ở đây, đây là nhân viên A. Nhưng nếu như mà tiền ăn trưa của nhân viên A trong trường hợp này là 1 triệu đồng trên một tháng, thì lúc này thu nhập chịu thuế sẽ bằng gì cả lớp? Sẽ bằng gì ạ? Lúc này thu nhập chịu thuế sẽ bằng gì ạ? Bằng gì cả lớp? Tức là sao ạ? Thu nhập tiền ăn trưa sẽ không tính vào trong thu nhập chịu thuế, nhưng mà tiền ăn trưa hiện nay chỉ theo quy định là chỉ được quy định là gì ạ? Nhỏ hơn hoặc là bằng 730 triệu thôi ạ. Như vậy trong trường hợp này thì thu nhập chịu thuế của người của nhân viên A này sẽ là gì ạ? Cô là sẽ bằng 10.270.000. Đúng rồi, chúng ta sẽ bằng là 10 triệu. Và chúng ta sẽ cộng với cái phần mà nó vượt qua, chúng ta sẽ cộng với 1 triệu này. Rồi, và chúng ta sẽ trừ đi cái phần. Để cô chút ha, cái bút này nó lại nhảy rồi. Tôi sẽ là gì ạ? 11 triệu này. Và tôi sẽ trừ đi phần 730.000 các bạn ha. Được, xin lỗi các bạn, thì cô qua lại đi, cái bút nó đang. Rồi, như vậy thì trong trường hợp này các bạn sẽ có là gì ạ? Hiện nay thì tiền ăn trưa
Tiền ăn trưa hiện nay thì đang quy định là gì ạ? À, tiền ăn trưa thì sẽ không tính vào trong thu nhập chịu thuế. Đấy, đối với, nhưng mà tối đa đó là gì ạ? Tối đa là nó chỉ bằng, nó nhỏ nhỏ bằng, hơn hoặc bằng là 730.000 đồng trên một tháng. Như vậy đây là về phụ cấp ăn trưa ạ. Đây là về phụ cấp ăn trưa các bạn nhé, phụ cấp ăn trưa ạ. Phụ cấp ăn trưa gì đó của doanh nghiệp. Nhưng mà nếu như mà bây giờ ông này có lương lương là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng trên một tháng ha, trên tháng. Rồi, lúc này nếu mà ông này có phụ cấp ăn trưa là Rồi, ông này có phụ cấp ăn trưa là 1 triệu. 1 triệu thì lúc này các bạn sẽ phải xác định là thu nhập chịu thuế sẽ bằng là 10 triệu. Các bạn sẽ cộng với cái phần vượt lên 730 ngàn này ha, trừ đi 730 ngàn ạ. Thì các bạn sẽ ra được là 10 triệu gì ạ? 270 ngàn. Thì các bạn sẽ phải tính thuế trên cái phần này. Và còn rất nhiều những cái khoản phụ cấp ạ. Sau này tại một doanh nghiệp, có đơn vị các bạn nó sẽ có gì ạ? À, phụ cấp tiền điện thoại. À, phụ cấp điện thoại. Rồi các bạn sẽ có phụ cấp tiền điện thoại nữa. Cô đang lấy ví dụ là gì ạ? Phụ cấp điện thoại thì nó sẽ nằm trong cái quy định của công ty. Công ty này là quy định là gì ạ? Quy định phụ cấp điện thoại hàng tháng là 200.000 đồng. Là 200.000 đồng trên một tháng ạ. Thì nếu như mà cái phụ cấp mà nó nằm trong ngưỡng là nhỏ hơn hoặc bằng 200.000 đồng trên một tháng này thì sẽ không đưa vào thu nhập chịu thuế. Nhưng giả sử mà nhân viên A này cũng có thu nhập là, cô đang giả sử thôi nhá, nhân viên A này đang có thu nhập là 9 triệu rưỡi, 9 triệu 500 ngàn trên một tháng ạ. Và họ lại có trong tháng này thì họ có phụ cấp điện thoại là gì ạ? Họ có phụ cấp điện thoại là 400.000 đồng trên một tháng. Thì lúc này các bạn sẽ phải xác định cho cô ra thu nhập chịu thuế thì bằng 9 triệu 500 ngàn. Các bạn phải cộng với cái phần vượt lên đó, các bạn phải cộng với 200 ngàn các bạn ha. Như vậy phải sẽ phải tính trên 9 triệu 700 ngàn ạ. À, còn rất là nhiều. Trong doanh nghiệp còn có gì ạ? Tiền hỗ trợ về chi trang phục cho công nhân viên. Chi trang phục cho công nhân viên thì hiện nay người ta quy định đó là gì ạ? Nếu như mà doanh nghiệp chi mà bằng hiện vật, chi bằng hiện vật thì bao nhiêu cũng được. Có 5-10 triệu gì bằng hiện vật cũng được, tức là bao nhiêu bộ quần áo, 5-6 bộ quần áo cũng được thì không sao hết. Nhưng nếu như mà chi bằng tiền mặt ạ, bằng tiền mặt thì chỉ tối đa là bao nhiêu ạ? Tối đa của nó chỉ là 5 triệu đồng trên một năm thôi. 5 triệu đồng trên một năm. Cái số mà vượt trên 5 triệu đồng trên một năm này thì phải đưa vào thu nhập chịu thuế, tính thuế thu nhập cá nhân ạ. Thì đó là một số những cái mà cô lưu ý cho các bạn. Ở đây là phần từ đầu tư vốn thì cô không nói ha. Như vậy cô muốn nhấn mạnh các bạn đến một cái phần này. Đó là từ thừa kế. À, thu nhập từ trúng thưởng, nhận thừa kế và quà tặng thì các em lưu ý cho cô là gì ạ? Nhớ là trong phần thừa kế nha, khi mà thừa kế mà được thừa kế từ bất động sản mà từ cha mẹ cho con cái hoặc là anh chị em ruột, anh chị em nuôi, rồi bố mẹ vợ cho con rể, bố mẹ chồng cho con dâu thì đối với tài sản là bất động sản thì sẽ là thu nhập miễn thuế, nhưng trong những trường hợp khác thì các bạn phải tính. À, kỳ tính thuế đối với thu nhập trúng thưởng nhận thừa kế này được tính theo từng lần phát sinh. Như vậy là theo từng lần phát sinh là khi nào mà nhận là tôi sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân ạ. Và thời điểm xác định thu nhập là gì? Trúng thưởng là thời điểm tổ chức cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng. À, hôm nay chiều nay về các bạn đi mua một cái vé số, mua hai cái vé số và các bạn lại may mắn các bạn trúng được 100 triệu đồng. Như vậy hôm sau các bạn sẽ phải, khi mà các bạn được cái tổ chức này họ trả cho 100 triệu đồng thì các bạn sẽ, họ sẽ giữ lại cái, nếu như họ là người nộp thì họ sẽ giữ lại 10 phần, họ sẽ giữ lại tiền thuế các bạn phải đóng trên cái tiền thưởng đó. Hay là thừa kế cũng vậy. Cái thời điểm mà chúng ta phải nộp thuế á, là thời điểm mà làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu hoặc là quyền sử dụng tài sản thừa kế á, hay là quà tặng là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu hoặc là quyền sử dụng tài sản. Rồi các bạn hình dung làm cho cô như thế này ạ. Nhưng mà tôi có một lưu ý là gì ạ? À, đối với thuế thu nhập cá nhân mà tôi phải nộp đối với phần thừa kế nhận quà tặng sẽ bằng gì ạ? À, thuế phải nộp sẽ bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Nhưng thu nhập tính thuế này của tôi được xác định là gì ạ?
thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng. Đối với xổ số thì tính trên một vé xổ số hoặc mỗi lần nhận quà tặng, nhận thừa kế. Vậy cô hỏi các bạn, nếu như chiều nay về các bạn đi mua một cái vé số và ngày mai các bạn nhận được kết quả là các bạn được được 10 triệu thì các bạn có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không ạ? Các bạn có phải đóng không ạ? Dạ không. Không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, bởi vì sao ạ? Các bạn chỉ phải nộp khi nào mà phần thu nhập của các bạn nó vượt trên gì ạ? Trên 10 triệu đồng thôi ạ. Nhưng mà 10 triệu đồng này là trên một vé số nhá. 10 triệu đồng này là trên một vé số ạ. Rồi, các bạn lưu ý cho cô là như vậy. Hoặc là mỗi lần trúng thưởng. Như vậy bây giờ các bạn sẽ làm thử cái ví dụ này cho cô đi ạ. Cái ví dụ này là một cái ví dụ nó chỉ là mang tính chất tương đối thôi, chứ chẳng hiếm khi mà mới có lại một cá nhân nào mà họ lại có thể may mắn như vậy ha. Các bạn làm thử cho cô cái ví dụ này đi ạ. Cái phần này định không nói đâu, nhưng mà nói cho các bạn để lỡ may đưa vào trên đề thi cho các bạn thì các bạn còn biết đấy. Cô làm nhanh cái ví dụ này. Để cô nói nốt về phần cá nhân không cư trú nữa thì là các bạn được nghỉ. Trong thời gian nghỉ các bạn vẫn cập nhật các thông tin trên Edmodo nha. Trường hợp này cô chỉ đi hỏi thu nhập tính thuế thôi. Thu Ngân. Rồi, bạn Thu Ngân ha. Cô viết là lên trên này luôn, đỡ phải qua trang. Thứ nhất, đây cô chỉ đang đi xác định thu nhập tính thuế thôi nhé. Thứ nhất là thu nhập tính thuế từ trúng thưởng ạ. Dạ, thu nhập tính thuế đối với trúng thưởng vé số là 5 vé nhân cho 1 tỷ rưỡi. Rồi, 5 nhân với 1 tỷ 500 triệu ha. Dạ, rồi trừ được. Cho 5 vé nhân 10 triệu. Đúng rồi, phải trừ cho 5 nhân 10 triệu. Đi thi rất nhiều sinh viên chỉ trừ cho 5 triệu là bị sai các bạn ha. Bởi vì 10 triệu này là tính cho một vé số ạ. Vậy các bạn sẽ bằng bao nhiêu ha? Dạ, bằng 7 tỷ 450 triệu. À, 450 triệu ạ. Rồi, cảm ơn bạn Ngân. Rồi, tiếp theo là thu nhập tính thuế từ thừa kế ạ. Em làm luôn hả cô? Thôi cho bạn khác đi, từ thừa kế. Rồi, thu nhập từ thừa kế thì sao? Nhớ nha, khi nào nếu như mà đây không phải là một chiếc ô tô, đây là một căn nhà, đây là một miếng đất thì sao ạ? Thì nó sẽ là thu nhập miễn thuế. Nhưng mà trường hợp là gì ạ? Không phải bất động sản mà là một cái tài sản khác thì các bạn phải tính thuế ạ. Như vậy thu nhập tính thuế từ thừa kế bằng bao nhiêu cả lớp? Bạn nào ạ? Nó nói là thu nhập tính thuế là phần giá trị gì ạ? Vượt trên 10 triệu đồng. Như vậy thì trong trường hợp này thì là gì ạ? Như vậy thu nhập từ thừa kế một chiếc ô tô này là bao nhiêu các bạn? Thu nhập tính thuế bằng bao nhiêu ạ? 500 triệu ạ. 500 triệu, nhưng mà sao ạ? Nó nói là gì ạ? Trừ đi 10 triệu. Rồi, 500 triệu. À, trừ đi 10 triệu ạ. Tại vì phải là phần khi nào mà nó lớn hơn 10 triệu thì các bạn mới phải tính thuế ạ. Vậy các bạn sẽ ra gì ạ? 490 triệu. Các bạn ha. Rồi, tiếp theo thì đối với thu nhập từ quà tặng ạ. À, thu nhập tính thuế từ quà tặng ạ. Từ quà tặng bằng bao nhiêu ạ?
Dạ thưa cô là bằng 500 nhân với 100 ngàn Rồi, rồi trừ 500 quân nhân chiếm. với 100 ngàn. Tại vì 500 này là cổ phiếu, giá trị cổ phiếu là 100 ngàn đồng trên cổ phiếu các bạn nhé. Các bạn đừng có nhầm là lại trừ cho cho 500 nhân đến 10 triệu. Bởi vì đây là cổ phiếu thì nó được quy định là 500, tức là 500 cổ phiếu, nhưng mà giá trị của một cổ phiếu thì là bằng 100 ngàn đồng. Như vậy chúng ta phải tính ra là cái giá trị của cái phần quà tặng này là 50 triệu, rồi các bạn sẽ trừ cho 10 triệu các bạn ha. Rồi như vậy thì là bằng 40 triệu ạ. Và sau đó thì đây là thu nhập tính thuế. Như vậy nhắc lại cho các bạn là sau này đi thi, nếu nhất đầu thưởng hay có cái phần trúng thưởng này này, vé số thì là 10 triệu này trên một vé, nếu mà trúng 5 vé số phải trừ đi 5 ha, hoặc trúng 4 thì phải trừ đi 4, các bạn lưu ý cho cô như vậy. Rồi đó là phương pháp tính thuế đối với cá nhân cư trú ạ. Và hiện nay thì gì ạ? Đối với cá nhân cư trú thì thuế suất của nó là 10% các bạn nhé. Như vậy là chúng ta cứ nhớ là thu nhập tính thuế là phần giá trị trên 10 triệu. Còn lại thì thuế suất là lúc nào nhớ 10%. Thuế suất này thì phải tự nhớ, cô sẽ không cho ạ. Thuế suất đối với các bạn lưu ý phần này. Như vậy chúng ta sẽ có phần này trong thi. Chúng ta sẽ có phần này trong bài thi ha. Rồi, và các bạn sẽ phải nhớ cái này ạ. Nhớ thuế suất ạ. Nhớ thuế suất và đặc biệt nhớ cái phần này cho cô. Rồi, đó là với cá nhân cư trú ạ. Cá nhân không cư trú thì cô muốn các bạn đi về tiền lương, tiền công thôi. Cá nhân không cư trú. À, đối với cá nhân không cư trú thì chúng ta có bình thường. À, cá nhân không cư trú thì các em vẫn chỉ lấy cái gì ạ? Cá nhân không cư trú thì các em chỉ việc lấy là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công thôi. Và các em nhân với thuế suất là 20%. Thì thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập chịu thuế của cá nhân gì ạ? Của cá nhân ân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, tức là chúng ta cũng sẽ không bao gồm một số những cái phụ cấp độc hại này, ví dụ như là tiền ăn trưa này, rồi hay là tiền chi trang phục này, hay là tiền điện thoại mà nó nằm trong cái quy định của luật thuế đấy. Như vậy nó dễ dàng hơn ha, các em chỉ xác định tổng thu nhập chịu thuế thôi, và các em nhân một thuế suất 20%. Cái phần này thì các bạn giới thiệu để cho các bạn biết thôi nhé. Thì đó là phần về thuế thu nhập cá nhân mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong ạ. Về cái việc khấu trừ thì nó giảm thuế là gì ạ? À, giảm thuế thì là người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp ạ. Và thẩm quyền ban hành quyết định giảm thuế này thì là thủ trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản lý đối tượng nộp thuế. Thì đó là cái phần giảm thuế ạ. Khấu trừ là việc thì các bạn chỉ cần hiểu cho cô là gì ạ? À, đối với khấu trừ thì giống như là gì ạ? Các bạn sẽ tạm nộp thuế cho các bạn sẽ tạm nộp thuế nhé. Các bạn ủy quyền cho công ty sẽ nộp thuế cho các bạn. Như vậy hàng tháng, hàng quý, kế toán sẽ tạm nộp thuế và cuối năm thì các bạn sẽ thực hiện quyết toán lại. Như vậy là tổng thu nhập trong một năm là bao nhiêu, rồi các khoản giảm trừ là bao nhiêu, rồi các bạn sẽ tính. Nếu như cái số mà nó tạm nộp nó cao hơn cái số mà các bạn phải nộp ý, thì các bạn sẽ được hoàn lại cái thuế đó các bạn ha. Các bạn sẽ được hoàn lại cái thuế. Rồi, các bạn làm cho mình ví dụ bài tập số 3 này đi ạ. Làm cho cô bài tập số 3 này đi. Làm nhanh ha. Bạn làm bài tập số 3 ha. Nhớ là thường cái bài tập này nó nói là diện tính thuế mà ông A phải nộp trong năm. Nhưng mệnh năm là chúng ta đang thực hiện quyết toán theo năm thì các em phải nhìn vào cái biểu thuế năm giúp cô nhé. Quên thì các bạn chỉ việc lên tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân, các bạn gõ cái số chứng minh nhân dân của các bạn và một cái xác nhận mã code gì đó thì các bạn sẽ
hiện là cái mã số thuế thu nhập cá nhân ạ. Cơ quan thuế sẽ quản lý bằng cái mã số thuế thu nhập cá nhân. Còn đối với doanh nghiệp thì là mã số thuế của doanh nghiệp. Các bạn làm xong chưa? Bài này cũng rất là đơn giản ha. Đi thi thì nó sẽ có một cái bài này, giống như là bài để cho sinh viên lấy điểm đó. Em chưa có được. Trịnh Thanh Hằng mà, đúng không? Dạ. Rồi, bạn Hằng làm đi ạ. Dạ tính tính cái khoản được giảm trừ Đầu là tiên làm theo thứ tự đã. Chúng ta có thu nhập gì ạ? dạ Các bạn làm theo một thứ là các bạn làm theo thứ tự trước đã. Đi thi các bạn muốn có điểm các bạn phải làm theo một cái thứ tự. Đầu tiên các bạn có thu nhập gì, tính thu nhập gì ạ? dạ thu nhập từ tiền lương. Thì đó là thu nhập gì ạ? Dạ thu Thu nhập nhập chịu thuế từ tiền lương ạ. Từ tiền lương ạ. là 290 triệu. 290 triệu. Rồi, các bạn sẽ có các khoản giảm trừ ạ. Các khoản giảm trừ. Bạn có thể cộng gộp luôn nhé. Các Dạ khoản giảm trừ. Rồi. là giờ tính tổng luôn hả cô? Ừ. Em đọc cách tính rồi. Giảm trừ là 20,5 triệu. 20,5 triệu gì? Em đọc từng từng cái là vào để cộng vào ấy. À, là bảo hiểm, các khoản bảo hiểm được giảm là 9 triệu, 9 triệu. cộng quỹ từ thiện ổng sung là 1 triệu, 1 triệu. quỹ nhân đạo là 1,5 triệu, Rồi. rồi khấu trừ cho cá nhân là 9 triệu. Cá nhân là 9 triệu. Rồi, sao nữa? Dạ, tổng là 20,5 triệu. Có vậy thôi hả? 3,6 triệu. 9 triệu này, nhưng mà câu hỏi các bạn là gì ạ? 9 triệu này là của một cá nhân là được một tháng, nhưng mà đây thu nhập của ông đó, bạn Hằng đọc cho cô là thu nhập 290 này là một tháng hay là một năm? Dạ, trong năm. Như vậy thì 9 triệu này là một tháng ấy, các bạn phải làm gì ạ? Dạ, nhân 12. Nhân 12, đó là cái lỗi đi thi các bạn không bao giờ được điểm ở một cái bài tập quá là đơn giản như vậy là do các bạn không để ý. Ông này có người phụ thuộc không? Dạ, không. Trời ơi, đọc sao lại không có người phụ thuộc? À, có một người phụ thuộc. Như vậy một người phụ thuộc là được giảm trừ bao nhiêu? Dạ, 3,6 triệu. 3,6 triệu, nhưng mà 3,6 triệu trên một tháng. Đây là bao nhiêu ạ? Dạ, nhân 12. Nhân 12 rồi. Tính ra cho cô. Dạ, 162,7 triệu. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có là thu nhập tính thuế là sẽ bằng là thu nhập chịu thuế 290 triệu ạ. Rồi trừ đi cho 162 triệu 700 ạ. Dạ, bằng 127,3 triệu. Rồi bây giờ em tính thuế, nhìn vào cái bọc thuế này thì chúng ta thấy nó đang ở bọc mấy ạ? Dạ thưa cô là ở bậc thứ tư, thứ ba. Rồi, em tính luôn cho cô ạ. Dạ 60 nhân 5, 60 nhân 5%. Nhưng phải là 60 triệu các bạn nhé. Các bạn mà biết 60 không là cô không không có chấp nhận đâu. Rồi, 60 nhân với 5%. Cộng với 120 triệu trừ Rồi. 60 triệu Rồi, nhân 60 1%. nhân với 10%. Cộng với 127 triệu 300 trừ 120 nhân 15%. Cái này thì viết ra để cho các bạn nhìn ha. Trừ đi 120 triệu. Và nhân với 15% ạ. Rồi bạn Hằng nhân cho cô luôn. Dạ bằng 10.095.000. 10 triệu 095 ngàn. Như vậy thì
Thuế thu nhập cá nhân mà bà này phải nộp trong năm là 10 triệu chứ không 195 ngàn. Cả lớp thật lưu ý cho cô là cá nhân luôn luôn nếu mà theo năm thì sẽ được trừ 108 triệu nhé. Và người phụ thuộc này thì sẽ nhân với số người phụ thuộc và nhân với số một năm thì là nhân 12, còn tháng thì là 3,6 nhưng sẽ nhân với số người phụ thuộc ạ. Vì ở đây là ông này chỉ có một người phụ thuộc thôi, nhưng nếu hai người phụ thuộc thì các em phải nhân hai lên cho cô ạ. Rồi bây giờ cô hỏi một bạn ạ. Như vậy thì thu nhập từ tiền lãi ngân hàng thì các bạn tính như thế nào ạ? Còn thu nhập từ tiền lãi ngân hàng của các bạn thì sao ạ? Dạ không tính thuế. Rồi, các bạn phải nhớ cho cô là thu nhập từ cái lãi tiền gửi ngân hàng nó là thu nhập miễn thuế. Rất nhiều bạn cộng 16 triệu vào đây, thế là các bạn bị sai hết. Nên phải nhớ cho cô ha, đối với một số cái khoản thu nhập miễn thuế, lãi tiền gửi ngân hàng nó là thu nhập miễn thuế. Nên các bạn sẽ không tính thuế thu nhập cá nhân ha. Như vậy với cái bài tập này, giả sử đi thi mà được 3 điểm thì các bạn đã làm được 3 điểm rồi. Nhưng mà cô khuyên các bạn là gì ạ? Các bạn phải ghi ra theo thứ tự nhé. Thu nhập chịu thuế. Rất nhiều bạn viết thế này này. Thu nhập tính thuế bằng 290 triệu. Rồi. Các bạn trừ đi cho, giả sử các bạn trừ đi cho mấy cái khoản này này. Các bạn trừ đi cho 10 11,5, các bạn trừ cho 11,5 triệu. Các bạn trừ đi 11,5 triệu. Rồi các bạn ra kết quả, xong lát nữa các bạn lại viết các khoản giảm trừ là những cái còn lại. Mặc dù phép tính cuối cùng của các bạn đúng, nhưng mà cô sẽ không chấp nhận cái bài đó các bạn nhé. Tại vì cái bản chất của nó là sai ạ. Bởi vì khi các bạn cộng trừ, các bạn trừ bên trên hay trừ bên dưới thì đến kết quả cuối cùng này nó vẫn không bị lệch. Nhưng mà về cái bản chất thì nó sai, nên các bạn lưu ý cho cô. Rất nhiều sinh viên thắc mắc là à tại sao em ra kết quả như là bạn nhưng mà em lại không đúng. Bởi vì về nguyên tắc kế toán và thuế thì nó rất đòi hỏi các bạn cái sự kỹ lưỡng rất là nhiều. Nên các bạn lưu ý như vậy. Rồi bài tập này các bạn có thắc mắc gì không ạ? Như vậy thì từ tiền gửi ngân hàng là lãi tiền gửi ngân hàng là thu nhập miễn thuế các bạn nhé. Lãi tiền gửi ngân hàng ạ. Lãi tiền gửi ngân hàng đây là thu nhập miễn thuế. Thu nhập miễn thuế. Các bạn lưu ý cho cô. Đối với phần thuế thu nhập cá nhân thì các bạn sẽ nhớ cái phần mà để các bạn có trong thi đó là gì ạ? Thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương ạ. Và tiền công này. Rồi, và đây là đơn nhân của cá nhân cư trú ạ. Cá nhân cư trú. Và cái từ trúng thưởng này. Trúng thưởng này, thừa kế các bạn ha. Thừa kế rồi quà tặng. Quà tặng. Và các bạn sẽ nhớ cho cô một số những cái thu nhập miễn thuế. Thì cái này đọc ở trong một slide các bạn có đó. Một số cái thu nhập miễn thuế. Các bạn lưu ý là gì ạ? Bữa giờ chúng ta làm bài tập với nhau rất là nhiều thì cô không có, trong những lúc ví dụ thì cô không có thống nhất, nhưng mà bây giờ các bạn lưu ý cho cô là đi thi các bạn phải thống nhất đơn vị ạ. Các bạn sẽ phải thống nhất ạ. Thống nhất đơn vị tính. Đã là triệu thì là triệu, mà đã là đồng thì là đồng, nhưng tốt nhất là các bạn sẽ làm ra đồng các bạn ha. Bởi vì nếu như các bạn đang thống nhất là triệu thì có những cái các bạn tính ra giá thành nó chỉ ra có mấy ngàn thôi, thì các bạn sẽ, đối với các bạn, cô thấy các bạn rất là hay quên. Nên các bạn thống nhất đơn vị tính cho cô, tốt nhất là cứ để là đồng. Hoặc là trong trường hợp này này, rất nhiều sinh viên làm thế này này. Rất nhiều đến đây sinh viên lấy 127 triệu 300 ngàn trừ cho 120. Đó, xong các bạn nhân 15% lên. Cô chấm bài quắc khóa, cô thấy các bạn làm như vậy rất là nhiều. Đó, các bạn không để ý, thế là các bạn trừ cho 120 thôi. Cái số nó chắt lót luôn ạ, nên các bạn lưu ý ha. Các bạn lưu ý trong những cái trường hợp này ạ. Rồi đó là các bạn sẽ phải thống nhất đơn vị tính các bạn ha. Và mọi câu cú thì chúng ta phải rõ ràng. Như là thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ này. Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ này. Thuế đầu ra này. Thuế giá trị gia tăng phải nộp này. Hoặc là thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp. Tức là mọi cái câu cú đó các bạn phải rõ ràng ra cho cô ha. Thì đó là phần thuế. Hôm nay chúng ta đã đi giải quyết xong về thuế thu nhập cá nhân ạ. Như vậy thì năm chương này chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu trong vòng 8 buổi, và chúng ta sẽ còn một buổi nữa, nó được học vào ngày 25 tháng 5. Tuy như vậy thì xong khoảng hết tuần sau, hết tuần sau thì cô sẽ kết thúc điểm quá trình cho các bạn. Trong hết tuần sau thì sau khi có điểm quá trình cô sẽ công bố trên Moodle đó. Bạn nào có vấn đề gì đó thì chủ động liên hệ với giảng viên. Tuy nhiên thì các bạn sẽ nhận trong cái thời gian này thì mình cũng sẽ liên hệ với một số những sinh viên mà trong quá trình làm bài mà mình thì có vấn đề ạ. Và các bạn sẽ
Có cái thời gian trước khi mà vào điểm quá trình thì cô nếu như có bài tập nhóm thì cô sẽ gửi lên trên Moodle, nhưng đây phần này cô giới thiệu thêm cho các bạn ạ. Bởi vì thứ nhất là nó do cái buổi học cuối, nếu như không làm bài tập nhóm về phần này thì có thể cô sẽ giới thiệu ở buổi học cuối ạ. Tại vì trong những buổi học này cô không giới thiệu được do cái máy tính của cô là nó đang ở cái hệ điều hành khác, không phải là hệ điều hành Windows ha, nên cô không có mở được cái phần mềm hỗ trợ kê khai. Giả sử như nếu có phải làm bài tập và hỗ trợ kê khai thì cô sẽ đưa lên cho các bạn những cái đường link YouTube để các bạn theo dõi và các bạn sẽ làm. Và đây là một cái trang web của Tổng cục Thuế Việt Nam. Nếu như các bạn vào trang web Tổng cục Thuế Việt Nam này